mươi 226, có muốn uống một ly không? Sau khi hai người tách ra, Giang sách lập tức cho người gọi lăng dao đến văn phòng của mình. Giang sách nhìn lăng dao, quả nhiên phát hiện ra sắc mặt của cô ấy không ổn. Không có tinh thần lạc quan tiến về phía trước như thường ngày, ngay cả ánh mắt nhìn mọi người cũng là ánh mắt lảng tránh, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Hơn nữa lại cứ bị phân tâm, không biết đến tột cùng trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Như nhậm chỉ Lan đã nói, lăng giao đang gặp rắc rối giang sách bình tĩnh hỏi lăng giao lớp diễn xuất của cô hôm nay có vẻ không được tốt lắm lăng giao cúi đầu nói tôi xin lỗi tổng giám đốc giang đó là vì tôi không lĩnh hội được điều cốt yếu trong lời dạy của cô giáo nhậm lần sau nhất định tôi sẽ lắng nghe cẩn thận giang sách nở nụ cười cô không lĩnh hội được điều cốt yếu hay là hoàn toàn không có lòng dạ để lĩnh hội hả tổng giám đốc giang lời này của anh là có ý gì giang sách thở dài lăng dao đừng giấu giếm nữa mọi người đều có thể thấy được cô đang có chuyện bận tâm nếu cô không tiện nói chuyện với người ngoài thì cứ nói với tôi đi cứ giữ mãi trong lòng cũng không tốt đâu ạc à, lăng dao cắn môi trong lòng dối rắm hồi lâu mới chậm rãi nói thật ra là tôi tôi mẹ tôi bị bệnh lăng dao nói gần đây mẹ tôi bị ốm phải nhập viện và cần một khoản chi phí phẫu thuật rất lớn tiền của gia đình đã sử dụng hết rồi đang thương lượng xem có nên bản nhà hay không. Tôi rất lo lắng về việc này. Thì ra là thế. Giang sách tùy tay xé một tấm chi phiếu, phỉ phẫu thuật là bao nhiêu? Hai, trăm vạn tệ. Không chút do dự, soạt soạt mấy cái, giang sách đã hạ bút viết hai trăm vạn vào tờ chi phiếu, đưa cho lăng giao. Cầm đi. Cái này, tổng giám đốc giang, tôi. Cô không cần ngại, cầm lấy đi. Giang sách nói, đương nhiên là tiền này không cho không cô, Cô phải tập trung luyện tập, làm phim tốt hơn, tương lai chờ cô kiếm được nhiều tiền hơn thì trả lại cho tôi. Cảm ơn anh." Lăng Dao cúi đầu thật sâu, cầm lấy tờ chi phiếu, liên tục nói lời cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng. "Giờ nghỉ trưa." Khi những người khác đang ăn uống ngủ nghỉ, Lăng Dao lặng lẽ rời khỏi công ty một mình. Cô ấy gọi một chiếc taxi và đến một quán bar gần đó. Quán bar lão Dương Lăng Dao đeo khẩu trang và đội mũ vì sợ bị người khác nhận ra. Sau khi đẩy cửa bước vào, cô ấy phát hiện có một đám đông đàn ông đang uống rượu thỏa sức. Cô ấy rất chán ghét môi trường như vậy, nhưng bất đắc dĩ, cô ấy phải đến. Lăng Dao quan sát xung quanh rồi bước vào bên trong, khi đi đến quầy pha chế, một bàn tay vươn tới vỗ nhẹ vào vai cô ấy. "A!" À, Lăng Dao sợ hãi né tránh khi nhìn lại thì mới mới phát hiện người vừa vỗ vai mình chính là người cô ấy đang tìm Mạc Hiếu Hồng. Mạc Hiếu Hồng vui tươi hớn hở nói, tôi biết cô nhất định sẽ tuân thủ lời hứa mà đến tìm tôi. Như thế nào, có mang tiền đến không? Lăng dao lạnh mặt, vươn tay nói, đưa USB cho tôi. Cô đưa tiền cho tôi trước, tôi sẽ đưa USB cho cô. Anh, không còn cách nào khác, Lăng dao đem tấm chi phiếu 200 vạn tệ mà giang sách cho cô ấy đưa cho Mạc Hiếu Hồng. Khi Mạc Hiếu Hồng nhìn thấy tấm chi phiếu có mệnh giá lớn như vậy thì hưng phấn đến mức không kìm chế được, sung sướng, khua tay múa chân. USB, lăng dao khẽ rít lên. Cầm lấy, Mạc Hiếu Hồng đưa cái ổ USB cho lăng dao. Anh không còn bất kỳ bản sao nào khác nữa chứ? Đương nhiên, tôi không phải loại người ti tiện, bị ổi như vậy. Sau khi lấy tiền, từ nay về sau chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Lăng dao khịt mũi cất ổ USB flash vào túi, vừa định rời đi thì Mạc Hiếu Hồng đưa tay cởi mũ và khẩu trang của cô ấy xuống. Yo, đây không phải là siêu sao lăng dao à? Sao cô cũng tới nơi này thế? Có muốn uống một ly không? chương 227, cô gái không hiểu sự đời. Lăng dao hoảng sợ, không ngờ rằng đối phương lại chơi chiêu này. Nhất thời, rất nhiều tên lưu manh say rượu tụ tập lại và vây quanh lăng dao, khua tay múa chân với cô ấy, nói những điều khó nghe vô cùng. Lăng Giao dùng sức đẩy mọi người ra, vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi quán bar. Mạc Hiếu Hồng ở phía sau không khỏi thích thú, siêu sao. Tao khinh, còn chẳng phải đồ cũng bị tao chơi thôi à, ha ha ha. Đúng lúc này, có hai người đàn ông gầy gò đi tới. Một người mặt đầy mụn, người kia đen sạm, gầy gò. Hai người có một điểm rất giống nhau, ánh nhìn quỷ dị luôn lộ ra trong đôi mắt. Đặc biệt là khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, bọn chúng lại thèm thuồng ngứa nước miếng. Thiếu Hồng, con nhỏ đó rất xinh đẹp nha. Mạc Thiếu Hồng vừa nhìn thấy hai người đó thì nhanh chóng cất tấm chi phiếu đi rồi kính cần nói, ơ, đây không phải là anh Cóc và anh run đất sao? Hôm nay hai anh cũng tới đây uống rượu à? run đất liếm môi, đừng nói nhảm nữa, con mẹ mày. Ông đây hỏi mày, con nhỏ kia thật sự là siêu sao lăng dao à? Mạc Hiếu Hồng nở nụ cười, chính xác trăm phần trăm, hàng thật giả thật run đất và cóc đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nở một nụ cười xấu xa và khốn nạn. Bọn họ đã từng chơi đùa không ít phụ nữ, nhưng vẫn chưa bao giờ chơi người nổi tiếng đâu. Nhiều nhất cũng chỉ mới chơi đùa một vài nữ streamer ở bên ngoài mà thôi. Còn về ngôi sao lớn chân chính thì vẫn chưa từng chạm qua bất kỳ ai. Với những sao nữ nổi tiếng xinh đẹp rực rỡ kia, mấy tên đàn ông bình thường cứ du rú trong nhà nhìn cũng đã thèm chảy nước miếng rồi huống chi là hai con quỷ háo sắc hàng đầu này cóc cười hì hì hỏi, mày với nó có quan hệ gì? Mạc Hiếu Hồng nhún vai, trước kia nó là ghệ của em. Bây giờ người ta bay lên cảnh cao biến thành Phượng Hoàng rồi, không liên quan gì đến em nữa. Cóc ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, vậy thì mày có cách nào lừa nó ra ngoài để hai anh em bọn tao nếm thử hàng ngon không? Cái này, Mạc Hiếu Hồng không có lá gan lớn như vậy. Anh ta chỉ là một tên côn đồ nho nhỏ, cùng lắm là dọa nạt người khác, chụp mấy tấm ảnh rồi mọi một khoản tiền thôi. Nếu gây chuyện lớn thật thì anh ta không dám. Đặc biệt đối phương lại còn là ngôi sao nữ, lén lút mọi một khoản tiền, thần không biết quỷ không hay thì không sao cả, nhưng nếu muốn chơi người ta thì sự việc có thể hơi phiền toái rồi đấy. Thấy mà Thiếu Hồng định bác bỏ, run đất chủ động nói, Thiếu Hồng, mày đừng quên 6 tháng qua mày đã thua rất nhiều tiền ở chỗ anh em bọn tao, đến bây giờ còn nợ hơn 300 vạn tệ đấy. Nếu mày có thể giúp anh em bọn tao làm xong chuyện này, tao không đòi hơn 300 vạn tệ đó nữa. Không chỉ vậy, sau này mày mà tới chỗ bọn tao chơi nữa thì sẽ miễn tất cả phí thành viên của mày. Hai mắt Mạc Thiếu Hồng sáng lên, thật sao? Đương nhiên, từ trước đến nay, anh em bọn tao nói chuyện luôn giữ lời. 300 vạn tệ chơi một con đàn bà thì hơi đắt. Nhưng nếu chơi một ngôi sao nữ đang lúc nổi tiếng thì giá cả này hợp lý hơn nhiều huống chi còn là hai người chơi cùng nhau, chia đều ra thì một người chỉ có 150 vạn tệ. Đối với run đất và cóc thì thật là hời. Có tiền có thể sai xử ma quỷ. Dù luôn sợ hãi mọi thứ, nhưng trước mặt tiền tài, Mạc Hiếu Hồng vẫn quyết định thử một. Sân, Thành Giao, hai đại ca, tối nay em sẽ dẫn các anh đi nếm thử món ngon. Bên kia, sau khi lấy được USB, Lăng Dạo lập tức đốt nó. Sau khi xác định được nó đã bị đốt cháy, cô ấy chia ra vứt nó vào hai thùng rác. Bấy giờ cô ấy mới yên tâm trở lại giải trí ức mạch. Mặc dù sự việc tạm thời kết thúc, song trong lòng lăng dao vẫn cảm thấy bất an. Có điều, cô ấy không rõ Mạc Thiếu Hồng còn bản sao nào khác hay không. Lời nói của loại người vô liêm sỉ này nói ra thì tuyệt đối không đáng tin. Nếu anh ta vẫn còn lén lút sao chép lại như trước, sau này đến đòi tiền nữa thì cô ấy phải làm sao bây giờ? Thứ hai, dù sao thì số tiền này cũng là đã vay từ giang sách về sau phải trả lại tuy giang sách không vội đòi cô ấy trả lại nhưng nợ người ta một món tiền lớn như vậy sau này không trả nổi thì làm sao đây hai điều này cứ quẩn quanh trong lòng lăng dao khiến trạng thái của cô hoàn toàn trống rỗng hết thảy những chuyện này đều bị giang sách chứng kiến trong góc một người đàn ông bước tới gần giang sách và nhỏ giọng báo cáo báo cáo tổng giám đốc giang vừa rồi tôi theo dõi lăng dao phát hiện cô ấy không đến ngân hàng chuyển tiền, cũng không đến bệnh viện nào mà đến một quán bar. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Giang Sách gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. 2. Chương 228, kha kha, cuối cùng mày cũng nói tiếng người rồi. Khi màn đêm buông xuống, Lăng Dao một mình trở về trước cửa nhà. Thể xác và tinh thần kiệt quệ, cô ấy rút chìa khóa, mở cửa và cất bước vào nhà sau đó đóng cửa lại và bật đèn. Hiện ra trước mắt ngay lúc này là ba gã đàn ông. Một người trong số chúng là bạn trai của Mạc Hiếu Hồng, còn hai người kia thì cô ấy không quen biết, nhưng xét về ngoại hình đáng khinh của đối phương thì trông cũng không phải là người tốt lành. Mạc Hiếu Hồng, tôi đã đưa tiền cho anh rồi, sao anh còn đến nhà tôi? Mạc Hiếu Hồng nhún vai, đừng hiểu lầm, hôm nay tôi cũng không muốn tới, nhưng hai vị đại ca cóc và run đất thấy cô xinh đẹp, muốn kết bạn với cô xin lỗi tôi không có hứng thú kết bạn với các anh xin mời ra khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát cóc bật cười khúc khích tính cách khá bướng bỉnh đấy nhưng anh thích thể gã ta lấy một tấm chi phiếu từ trong ngực ra rồi đặt nó lên bàn cô em yên tâm sẽ không để cho em chịu thiệt uổng công đâu chỉ cần đêm nay em làm cho anh em bọn anh thoải mái vậy cái giá này em có thể tùy ý viết vào nếu em bằng lòng thì có thể cho hai anh em bọn anh tính tiền hàng tháng cũng được nghề diễn viên của em cũng không kiếm được nhiều hơn đâu được không những lời này khiến Lang Giao vừa nhục nhã vừa tức giận cô ấy chưa từng thấy người đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy đi ra ngoài tôi chẳng thèm mấy đống tiền dơ bẩn của các người Cóc không hài lòng vươn tay gõ gõ trên bàn cà phê vừa nhìn Lang Giao bằng ánh mắt lạnh lùng vừa nói cho mày tiền là đã tốt với mày lắm rồi đó là bởi vì anh em bọn tao để mắt đến mày, đừng có thấy người ta cho thể diện rồi lại không cần. Mày nghĩ mày là ai? Một thứ đồ cũ đã từng bị người ta chơi đùa mà thôi, giả bộ làm ngôi sao nữ ngây thơ gì chứ? Nếu hôm nay mày không phục vụ bọn tao thoải mái thì ngày mai tao sẽ cho cả thế giới biết lăng dao mày chỉ là đồ cũ, mày còn muốn nổi tiếng nữa à? Ha ha, nằm mơ đi. Nước mắt lăng dạo lập tức tuôn rơi. Tại sao? tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô ấy như vậy? Cũng chỉ vì thời đại học ngu dốt, thiếu hiểu biết, tin nhầm vào kẻ thủ ác, trao ban, tấm thân trong sạch cho một kẻ bạc tình. Lúc trước người bị thương là cô ấy, tại sao bây giờ người bị thương vẫn là cô ấy? Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, khó khăn lắm mới vượt lên, chẳng lẽ phải kết thúc như vậy ư? Đầu tiên là 200 vạn, tiếp đó là phải hầu ngủ. Những đòi hỏi ngày càng quá đáng, thế giới của cô ấy chỉ toàn màu đen chứ không có màu trắng nữa rồi. Bích, lăng dao quỷ gối trước mặt ba người đàn ông, khóc lóc nói, van nải các anh hãy buông tha cho tôi đi. Mọi thứ thuộc về tôi đạt được không dễ dàng gì, tôi không muốn mất nó như thế này. Đây là ước mơ của tôi, nếu lần này không thể thực hiện thì có thể cả đời này cũng không thể thực hiện. Van xin các anh, van xin các anh. Đàn ông, thật ra yêu nhất là dáng vẻ khóc lóc của phụ nữ đặc biệt là cái kiểu biến thái như tên cóc. Gà ta nói với vẻ thích thú, quầy, anh cũng đâu có nói sẽ không để em tiếp tục làm ngôi sao đầu. Anh chỉ muốn em qua đêm với hai anh em bọn anh thôi mà. Em yên tâm, sau khi nếm được mùi vị thì bọn anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện của em, còn có thể tuyên truyền giúp em và mở rộng tầm ảnh hưởng của em nữa, em thấy thế nào hả? Lăng dao khóc nói, không, không được, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý với một yêu cầu vô lễ như vậy sắc mặt cóc lạnh xuống. Không đợi gã ta nói chuyện thì run đất ở bên cạnh đã đi tới trước mặt lăng dao, túm tóc cô ấy và và lôi cô ấy đứng lên từ mặt đất. À, lăng dao hét lên trong đau đớn, uất ức, nhục nhã, khổ sở và tuyệt vọng, tất cả các loại cảm xúc không ngừng quấn lấy trái tim cô ấy. Run đất lạnh lùng nói, tao đã nói rồi, sau khi gặp mặt thì cứ trực tiếp bóc tem đi, đầu ra mà nhiều lời vô nghĩa như vậy. Mày lại nhảy nói suốt nửa ngày, không phải vẫn không đồng ý sao cóc thở dài hai rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt quên đi nếu nó không muốn kiếm tiền thì tao cũng không cho nữa run đất tối nay tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị trước tao ăn phần còn lại của mày kha kha cuối cùng mày cũng nói tiếng người rồi run đất túm tóc kéo lăng dao đi về phía phòng lăng dao thống khổ rẫy giụa trên mặt đất kêu khóc thảm thiết buông ra anh buông ra van xin anh đừng như vậy mà, tôi không thể. Phụ nữ càng hét to thì đàn ông càng nghe càng hưng phấn, nội tiết tố trong cơ thể hoàn toàn phóng xuất ra ngoài, dục vọng dã thú nguyên thủy chiếm giữ đại não một cách kín kẽ. Bầu trời đêm nay, không trắng, cũng không sao. chương 229, tôi đến tìm lăng dao. Tối mịt lạ thường, nhưng có một chùm sáng khẽ vút lên, đó là ánh sáng của những con đom đóm, tuy mở nhạt. Nhưng cũng đủ mang lại hy vọng cho người trong bóng tối. Cốc, cốc, cốc. Một vài tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá vỡ bầu không khí của hiện trường. Sun đất lanh tay lẹ mắt, ngay lập tức dùng cánh tay chặn miệng lăng dao, ngăn không cho cô ấy kêu cứu. Cốc nháy mắt với Mạc Thiếu Hồng. Mạc Thiếu Hồng gật đầu, chỉnh trang lại quần áo một chút, cất bước đi ra cửa, mở cửa để hé ra một kẽ hở rồi nhìn ra hướng bên ngoài chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đang đứng bên ngoài. Anh là ai? Giang Sách, chưa từng nghe nói, làm gì? Tôi đến tìm Lăng Dao. Hôm nay Lăng Dao không về, anh đi đi. Sắc mặt Giang Sách hơi thay đổi, được, vậy tôi đi trước, chờ khi nào cô ấy trở lại thì anh nói cho cô ấy biết tôi có chuyện muốn tìm cô ấy. Được rồi, được rồi, biết rồi, đi nhanh lên. Giang Sách xoay người ra vẻ như định rời đi mạc hiếu hồng duỗi tay chuẩn bị đóng cửa lại tại thời điểm này giang sách đột ngột xoay nửa người với một cú đá xoay vòng hung ác trực tiếp đá văng cả người chặn ở cửa vào phòng mạc hiếu hồng nằm trên mặt đất kêu rên tấm ván cửa đè lên người anh ta giang sách cất bước giẫm nát ván cửa giẫm lên người mạc hiểu rồi bước vào phòng nhìn thoáng qua đã thấy cóc ngồi trên sofa và run đất đang chuẩn bị bảo hành lang dao cóc cau mày nhóc con thiên đường có lối mày không đi địa ngục không cửa lại tự chui vào vốn đã không có chuyện gì với mày rồi sao mày cứ phải đưa tới tận cửa tìm đường chết hả hà cớ gì vừa nói cóc vừa nhảy lên nhào tới trên tay cầm một con dao găm đâm thẳng vào tim của giang sách cóc có tiếng là xuống tay độc địa trong giới giang hồ hoặc là không ra tay còn nếu đã ra tay thì nhất định lấy mạng của người đó hơn nữa còn thường xuyên ra tay trong lúc đang nói nói cười cười khiến người ta khó đề phòng nhưng dù tài giỏi đến đầu thì gã ta cũng chỉ là một tay xã hội đen. So sánh với chiến thần rong rồi xa trường tu la thì quả thực khác nhau một trời một vực. Giang sách không né không tránh, ngay lúc con dao găm sắp đâm vào trái tim, anh trực tiếp dùng hai tay cầm dao găm với tốc độ mắt thường khó có thể thấy được. Cóc có muốn tiến thêm nửa phần cũng là vọng tưởng. Gà ta nghiến răng, dùng cả hai tay liều mạng muốn đầm tới. Nhưng giang sách chỉ cầm con dao găm bằng một tay, đứng yên tại chỗ không chút sứt mé. Sun đất ở bên cạnh biết là đã gặp phải một kẻ khó chơi nên không dám bất cẩn, lập tức buông lăng dao ra, nhặt cây gậy bóng chảy trên mặt đất lên, đập mạnh vào đầu giang sách. Cùng lúc đó, Mạc Hiếu Hồng cũng xốc ván cửa lên, nhặt một thanh sắt trên mặt đất và tấn công từ phía sau. Một người từ bên cạnh đập qua, một người từ phía sau lướt tới. Ngoài ra, cọc ở phía trước đánh cực hết toàn lực dùng dao găm đâm lên, giang sách không còn nơi nào để trốn thoát. Lăng dao ở một bên sợ tới mức hét to lên, Tổng Giám Đốc Giang, cẩn thận. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy Giang sách thoáng tiến lên trước một bước. Vẹn vẹn khoảng cách một bước này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Chiếc gậy bóng chày của run đất đập vào không trung, chẳng những không đập trúng Giang sách, trái lại nó còn đánh trúng Mạc Hiếu Hồng đang lao lên từ phía sau. Còn cây gây sắt của Mạc Hiếu Hồng cũng đập vào không khí và hướng về phía bụng run đất. Bóp! Bốp, hai tiếng động lớn liên tiếp vang lên, cả run đất và mạc hiếu hồng đều bị vũ khí của đối phương đánh trúng, thống khổ nằm trên mặt đất kêu la oai oải. Bên này, giang sách đã vung tay và ném con dao găm của cóc ra ngoài. Tiếp đó, anh đạp một cước vào mặt cóc, cả người bị đá văng ra ngoài như không khí, sau khi xoay người một vòng trên không trung thì đập xuống đất, cắm đập thật mạnh xuống sàn, bốn năm chiếc răng văng ra. Giải quyết ba người trong nháy mắt, thực lực của giang sách vượt xa tưởng tượng của bạn chúng. Chương 230, thân phận của mày là gì? Anh đi đến bên cạnh Lăng Dao, cởi áo khoác khoác lên người cô ấy, nói lời ấm áp, không sao chứ? Phụ nữ, phụ nữ yếu đuối. Khi người phụ nữ yếu đuối gặp nguy hiểm, cô đơn và không nơi nương tựa, đã gặp được chân mệnh thiên tử cứu cô ấy thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Cái gì gọi là anh hùng cứu mỹ nhân? Chính là đây. Trái tim mềm mại của Lăng Dao đã hoàn toàn tan chảy, lao vào vòng tay của Giang Sách bật khóc như một đứa trẻ. Giang sách đứng yên, để nước mắt thấm ướt áo. Một lúc sau, cóc và run đất chật vật đứng dậy. Run đất nghiến răng nghiến lợi nói, nhóc con, xem ra mày có năng lực đánh nhau quá nhỉ. Nhưng mày có thể đánh lại thì sao chứ? Trung quy mày cũng chỉ có một người thôi, mày có biết thân phận của tao không? Giang sách nhẹ giọng hỏi, ô, thân phận của mày là gì? Hừm, nghe cho rõ này, ông đây là chủ nhân thứ hai của Ngân hàng Thế giới ngầm dưới tay tạo có đàn em không dưới trăm người, nửa khu giang nam đều nằm trong phạm vi khổng chế của tao. Mày đắc tội tao thì về sau đừng hòng sống nữa. Không riêng gì mày mà ngay cả cha mẹ mày, vợ mày, con cái của mày, không ai trong số họ có thể sống sót. Giang sách thở dài một hơi, hỏi ý của mày là mày có rất nhiều người, muốn giải quyết tạo như thế nào cũng được đúng không? Chính xác. Giang sách nhún vai, để lăng dao đứng qua một bên trước, tự mình đi tới ghế sofa, Cùi người cầm một chiếc điện thoại di động lên, là của mày. Jun đất gật đầu, Giang Sách thuận thế ném đưa điện thoại di động cho gã ta. Jun đất ngây ngẩn cả người, làm gì? Không phải mày nói mày có nhiều người sao? Gọi điện thoại kêu tới đi. Hả, con mẹ mày, mày cho rằng tao đang khoác lác hả? Được rồi, ông đây gọi điện thoại, nhóc con, chờ chết đi mày. Jun đất lập tức bấm điện thoại, alo, lão Ngô, dẫn theo một đám anh em lại đây làm việc cóc nôn ra cái răng gãy trong miệng, lạnh lùng nói, đã từng thấy kẻ ngốc nhưng chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy. Nhóc con, mày nghĩ mày là ai? Chờ tới lúc anh em bọn tao đến để xem giết chết mày như thế nào. Lăng dao sợ hãi kéo tay áo giang sách, tổng giám đốc giang, chúng ta mau gọi cảnh sát đi. Gọi cảnh sát? Ha ha! Từ ánh mắt đầy ý định giết sạch của giang sách, có thể thấy hôm nay anh đã nảy sinh lòng giết người. Gọi cảnh sát, không cần. Lăng Giao, cô vào phòng sau chờ đợi đi. Nhưng mà... Ngoan, nghe lời. Lăng Giao không nói gì nữa, gật đầu và đi vào phòng sau. Trong vòng chưa đầy 5 phút, một chiếc xe van màu trắng dừng ở cửa, bảy tám người đàn ông cầm mã tấu nhảy ra khỏi xe, nối đuôi nhau mà vào. Anh run đất, xử lý ai? Run đất chỉ vào giang sách, xử lý nó. Lão Ngô và những người khác dùng mã tấu trên tay chém vào giang sách, bảy tám người nối tiếp nhau, mỗi người đều cầm một cây mã tấu trong tay. Trong mắt mọi người, trận chiến đấu này chẳng có gì là hồi hộp. Nhưng mà, một luồng gió thổi tới từ trên người giang sách, anh tung ra liên tiếp những cú đấm với tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bảy tám người đã ngã xuống đất toàn bộ trong vòng chưa đầy một giây. Mỗi người lãnh một cú đấm vào mặt, toàn bộ khuôn mặt lún vào, khung xương trên mặt cũng bị đánh lõm xuống. Tiếng khóc than vang dậy truyền khắp mọi nơi. Run đất trợn tròn mắt, đây còn là người sao? Đây là một con quái vật mới đúng. Giang Sách nhẹ giọng nói, chỉ có mấy người này thôi sao? Đành không đủ đâu, còn có nữa không? Mày, nhóc con được lắm, mày chờ đi, ông đây có cả đống người. Một cuộc gọi được kết nối, trong vòng 15 phút, năm chiếc xe tải chạy đến, mỗi chiếc đều có 7 hoặc 8 người, tổng cộng gần 40 người đến đây. Trên tay ai cũng cầm mã tấu, gậy sắt xông đến quyết liệt xử lý nó. Theo tiếng hét lớn từ run đất, những người đó lần lượt lao về phía trước. Thử xem, mày có thể một đánh người, nhưng chẳng lẽ mày cũng có thể một đánh 40 được à? Nhưng chưa để gã ta vui mừng được bao lâu thì đã nhìn thấy hết thằng đàn em này đến thằng đàn em khác ngã trên vũng máu. chương 231, khóc không ra nước mắt. Giang sách lau máu tươi trên tay, tiếp tục nói, vẫn chưa đã ghiền, chắc là mày còn người nữa đúng không? tiếp tục gọi người đến đi. Yêu cầu nghe thật sắc sược. Chưa bao giờ nghe yêu cầu nào sắc sược như vậy. Nào có ai buộc gọi người tới chứ? 10 người không đủ, bốn người vẫn không đủ, đây thực sự là chuyện mà con người có thể làm được ư. Hai tay run đất run run bấm điện thoại, lần này gã ta gọi điện thoại cho tất cả các thành viên vốn có đến đây. Ba xe tải lớn, mỗi xe chở hơn 30 người. Tổng cộng có gần 100 người. Dấu lớn, bằng tay không, Giang sách di chuyển nhanh nhẹn và giải quyết hết kẻ địch này đến kẻ địch khác. Một quyền một người, một cước một cặp. Lần này diễn ra khá lâu, mất chừng 3 phút mới giải quyết được hết cả trăm con người, lần này mới đúng là người nằm la liệt trên sàn nhà. Người này nằm sấp lên người kia, trồng chất rất cao. Giang sách phủi tay, sát khí trong mắt chẳng những không hề giảm bớt mà ngược lại càng thêm nóng bỏng, chữ, giết, như đờ nát lan tràn trong đôi mắt đầy tức giận của anh. Cảm giác này giống như trở lại chiến trường Tây Cảnh. Mặc dù sức mạnh của những tên xã hội đen này quá yếu, hoàn toàn không hề hung tợn như những kẻ thù trên chiến trường. Nhưng nó cũng đủ để thổi bùng lên cơn giận dữ đã dập tắt từ lâu của Giang Sách. Ngọn lửa, dòng máu nóng, hừng hực thiêu đốt. Giang Sách giống như tu la trở về từ địa ngục, tàn nhẫn, khắc nghiệt và hung ác. Anh chậm rãi đi về phía run đất, run đất sợ đến mức ngã bệt xuống đất điện thoại di động rơi ra ngoài và chưa tới trước mặt Giang Sách. Giang Sách lại cúi xuống nhặt điện thoại lên ném cho Jun Đất. Chưa đủ hiền mà tiếp tục gọi điện thoại kêu người tới đi. càng nhiều càng tốt. Jun Đất muốn khóc cũng không ra nước mắt, còn gọi điện thoại tiếp à? Tất cả vốn liếng của gã ta đều ở đây, sao còn gọi được người nào tới nữa chứ? Hơn nữa, cho dù có gọi được người tới thì sao? Trước sau tổng cộng hơn 150 người cũng không đủ để Giang Sách đánh, điều đáng sợ nhất là Giang Sách đánh người xong mà không hề đỏ mặt hay thở gấp, như thể chỉ vừa tập một bài khởi động thôi vậy. Trước sau tổng cộng hơn 150 người cũng không đủ để Giang Sách đánh, điều đáng sợ nhất là Giang Sách đánh người xong mà không hề đỏ mặt hay thở gấp, như thể chỉ vừa tập một bài khởi động thôi vậy. Theo tư thế này, có tiếp tục gọi thêm mấy trăm người cũng không có ích lợi gì. Run đất cúi đầu lại, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục, anh hùng, hảo hán, đại hiệp, tôi biết sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, van xin anh đừng bảo tôi gọi người tới nữa. Con mẹ nó, tôi thật sự không gọi được ai nữa rồi. run đất đã mò mẫm lăn lộn trên giang hồ hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên bất lực như vậy. Gà ta đã từng bị đánh đến nỗi không thể đứng dậy. Cũng đã từng bị cảnh sát bao vây bắt giữ. Nhưng gã ta chưa bao giờ bị ép phải gọi người đến cứu, vậy mà cuối cùng lại không gọi được ai đến. Khóc không ra nước mắt. Đừng nói là chuyện như vậy đã xảy ra trên thực tế, cho dù có nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Xuân đất nói một cách khá ngượng ngùng, đại hiệp, anh thật sự là võ công cái thế, vô địch thiên hạ, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn nên mới đụng đến anh. Tôi sai rồi, tôi đáng chết, anh hãy thả tôi ra đi. Đôi mắt của Giang Sách đã đỏ vằn, máu trong người anh đang hừng hực, lúc này bảo anh dừng tay thì thật sự rất khó anh nói với một giọng lạnh lùng vậy mày định làm thế nào để chuộc tội chuộc tội đúng 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 chuộc tội tôi phải chuộc tội suy nghĩ hồi lâu run đất vẫn không biết phải chuộc tội như thế nào đau khổ nói đại hiệp anh muốn tôi chuộc tội như thế nào giang sách nói mấy người đã phá hỏng nhà của người ta bồi thường vâng vâng tôi sẽ bồi thường không biết anh muốn bao nhiêu năm nghìn vạn hả chương 232, không lo sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. 5.000 vạn có thể mua thêm 20 căn nhà như vậy. Nhưng để bảo toàn tính mạng, run đất không dám từ chối mà chỉ gật đầu liên lia, lập tức viết tâm chi phiếu 5.000 vạn cho giang sách làm tiền bồi thường. Sau đó, giang sách nhấc mạc hiếu hồng và góc mỗi người ở một bên tay đến bên cạnh run đất, để ba người họ quỳ với nhau. Anh nhặt con dao găm trên mặt đất và đưa cho run đất. Còn một chuyện nữa, anh nói đi, giang sách lạnh lùng nhìn bọn họ nói ra yêu cầu khiến ba người họ tuyệt vọng ba tên cặn báo bọn mày không biết đã hại bao nhiêu cô gái trẻ rồi để tránh cho lại có cô gái khác phải chịu khổ vì thủ đoạn độc ác của bọn mày thì hãy tự thiền đi âm giống như sấm sét nổ vang trong đầu ba người họ đều như chết tâm vì sở thích chung lớn nhất của họ chính là nữ sắc kêu họ tự thiền ư điều này còn khó chịu hơn cả việc giết chết chúng run đất vội vàng dập đầu đại hiệp đừng tôi biết sai rồi tha cho tôi đi run đất chưa kịp nói xong giang sách đã đá gà ta bay ra xa đập vào bức tường rồi từ từ trượt xuống sau đó giang sách dùng mũi chân hất con dao găm đang đâm xuống đất lên chỉ thấy con dao găm lập tức bay ra ngoài đâm mạnh vào chỗ hiểm của run đất một dao hai đoạn a à, thì ra đàn ông cũng có thể phát ra âm thanh chói tai như vậy giang sách nhìn về phía hai người kia tự mình ra tay hay là tôi giúp khi nhìn thấy tình trạng khủng khiếp của run đất, làm sao hai người họ dám để giang sách ra tay chứ? Họ nghiến răng, rơi lệ vùng dao chém xuống cắt đứt mọi ảo tưởng của mình về phụ nữ. Ba người đàn ông ôm chặt bộ hạ, đau đớn gào khóc trên mặt đất. Giang sách lấy tấm chi phiếu 200 vạn từ trong túi của Mạc Hiếu Hồng, cái này không phải cho anh. Anh xoay người đi tới cửa phòng ngủ, nói với người bên trong, không sao rồi, ra đi. Lăng dao sợ chết khiếp, đang cuộn mình run rẩy dưới chân giường mãi cho đến khi cô ấy nghe thấy giọng nói ấm áp của giang sách thì mới thở phào nhẹ nhõm lau nước mắt rồi nhào vào vòng tay của anh tôi còn tưởng rằng tôi còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại anh nữa giang sách mỉm cười lắc đầu vỗ vỗ vào đầu lăng dao người có thể lấy mạng của giang sách tôi vẫn còn chưa ra đời anh nắm tay lăng dao và dẫn cô ấy rời khỏi hiện trường ở đây bừa bộn chắc chắn không sống được nữa dù có dọn dẹp sạch sẽ thì ngày nào cũng sẽ nghĩ đến ký ức kinh hoàng này, bởi thế căn nhà này không thích hợp để ở nữa. Giang sách đã tìm được một địa chỉ mới thích hợp cho Lăng dao ở, đó là biệt thự của Nhậm Chi Lan. Nhìn thấy Giang sách và Lăng dao xuất hiện, ban đầu Nhậm Chỉ Lan vẫn còn hơi nghi ngờ, sau khi biết Lăng dao sẽ sống ở đây thì Nhậm Chỉ Lan đã rất vui mừng. Bà ta nói, căn biệt thự này quá lớn, ngày ngày chỉ có một mình đi sống ở đây đều sợ có ma cả rồng ẩn náu, dọa gì chết khiếp rồi nếu giao giao chuyển đến sống với gì thì thật tuyệt, vừa hay lúc bình thường không có gì để làm có thể thảo luận về việc cải thiện kỹ năng diễn xuất và trao đổi về kịch bản. Lăng giao cũng rất vui mừng. Sống một mình lâu ngày sẽ rất cô đơn, cô ấy cũng mong được sống cùng người khác. Hơn nữa căn biệt thự này đủ lớn, dù ở chung cũng có phòng riêng nên vẫn có không gian riêng tư, không lo sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Sau khi bàn giao xong, Giang sách bước ra khỏi nhà. Tổng giám đốc Giang, Ừm. Lăng dao chạy ra khỏi nhà và cười nói, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, anh đã cứu mạng tôi, cứu vớt cả cuộc đời của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu không có anh thì phần đời còn lại của tôi sẽ như thế nào. Giang sách cười, khẽ nói, chuyện này không đáng là gì cả, chỉ cần sau này cô đừng gạt tôi là được rồi. Nói xong, Giang sách thở vào một hơi, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất tôi biết mẹ cô không bị bệnh, vậy là tốt rồi lăng dao đỏ bừng mặt nghĩ đến việc ban ngày cô ấy cố ý che giấu giang sách vì sợ lộ chuyện của chính mình quả thật là một hành động ngu xuẩn nếu lúc đó chỉ cần nói cho giang sách biết sự thật thì sẽ không có chuyện xảy ra vào ban đêm tổng giám đốc giang ừm tôi có thể đưa ra một yêu cầu được không là gì hai má lăng dao ửng hồng cắn chặt môi cuối cùng lấy hết can đảm nói tôi có thể ôm anh một cái không giờ khắc này mặt trăng trong đêm đen chợt sáng lên. chương 233, đây là tóc của lăng dao. Giờ khắc này, hoa bỗng tỏa hương thơm ngát. Giang sách mỉm cười và mở rộng vòng tay của mình, lăng dao không ngần ngại mà lao vào vòng tay của giang sách, ôm người đàn ông đã sưởi ấm cả trái tim cô. Mặc dù chỉ có lúc này đây, mặc dù chỉ là khoảnh khắc này, vậy thì hãy trân trọng giây phút này đi. Ước chừng ôm được 5 phút, lăng dao mới bịn dịn buông tay ra, vào thời khắc buông tay ra kia, trái tim cô ấy như đang dỉ máu. Cô ấy biết rằng lần buông lỏng tay này, cả đời sẽ không thể ôm chặt được nữa. Nhưng, cuộc sống là như vậy, đừng quá cưỡng cầu. Giang sách lấy từ trong túi ra một tầm chi phiếu, suýt nữa thì tôi quên mất, đây là tấm chi phiếu 5.000 vạn của bọn run đất bồi thường cho cô, cô hãy nhận lấy đi. Sau này nếu mẹ cô còn bị bệnh thì không cần phải vay tiền tôi nữa. Lăng dao mỉm cười, vâng. Sau khi đưa tầm chi phiếu xong, Giang Sách quay người rời đi. Ánh sáng của những con đom đóm trong đêm tối đã kéo khoảng cách ra xa, rồi dần dần biến mất. Lăng Dao đứng trong gió đêm, nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Giang Sách thật lâu mà vẫn không chịu quay vào nhà. Nhậm Chỉ Lan đành lắc đầu, đều là phụ nữ với nhau, làm sao bà ta không nhận ra được tâm tư lúc này của Lăng Dao chứ? Nhưng có những sự việc hạnh phúc đã qua đi thì tốt. Đừng ép buộc nó ở lại. Bà ta đứng bên cạnh lăng dao, cũng nhìn về hướng giang sách đang rời đi, nhẹ nhàng nói, thằng bé đúng là một người đàn ông tốt, giống như ba của nó vậy. Lăng dao, nhậm chỉ lan. Hai thế hệ đã dành tấm chân tình cho hai thế hệ, nhưng họ cũng biết rằng đoạn chân tình đó sẽ không bao giờ nở hoa chứ đừng nói là kết trái. Giao giao, di lan, tình cảm này cứ chôn chặt trong lòng là được rồi. Dạ, cháu biết rồi, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, như vậy cũng đủ rồi. Đúng vậy, vẫn còn có thể ở bên cạnh anh, bầu bạn cùng anh. Nhậm chỉ lan ngước lên nhìn bầu trời, người đàn ông mà gì nhớ nhung, ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy nữa rồi. Hơn 10 giờ tối, Giang sách mới chậm rãi về đến nhà. Vừa về đến nhà đã thấy ba vợ Đinh Khải Sơn đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi, hai mắt trợn to như kẻ trộm, thì thoảng lại làm những động tác ngây ngô, trông khá buồn cười. Giang sách nghi ngờ bước đến bên cạnh Đinh Mộng Nhiên và hỏi, Ba bị sao vậy? Như một đứa trẻ con thế. Anh không biết à? Không biết. Đinh Mộng Nhiên chỉ vào TV và nói, bộ phim truyền hình Ba, xin chào, với sự tham gia của Lăng Giao đã được phát hành trong hai ngày qua. Phim kể về câu chuyện hòa giải và khoan dung trong mối quan hệ giữa mấy đứa con nổi loạn trong một gia đình và ba của họ sau khi lớn lên. Ba rất thích xem, đặc biệt là nữ diễn viên chính Lăng Giao thì ba lại càng thích hơn, nói cô ấy chính là một người con dâu đạt tiêu chuẩn hai ngày nay đều mê mẩn giang sách mừng thầm gần đây công ty có phát hành một bộ phim truyền hình mới nhưng không ngờ phản hồi lại tốt như vậy anh lại hỏi có phải lăng dao rất nổi tiếng không đinh mộng nghiện trợn mắt liếc nhìn anh vớ vẩn bây giờ cô ấy là nữ diễn viên được yêu thích của ba thế hệ già trung niên trẻ tuổi người trẻ tuổi muốn tìm một người phụ nữ như thế này làm vợ người già lại muốn tìm một cô con dâu như vậy chật chật, đúng thật là nổi tiếng đến độ rối tinh rồi mù. Chuyện này mà anh cũng không biết sao, anh bận rộn đến mức đó à. Giang sách lúng túng hắng giọng, bởi vì mỗi ngày anh đều ở bên cạnh Lăng Giao nên không nhận ra rằng Lăng Giao đã nổi tiếng như thế. Anh mừng thay cho Lăng Giao. Đây là một khởi đầu tốt, chỉ cần có thể ổn định được đàn này, trong tương lai Lăng Giao sẽ là nữ nghệ sĩ hạng nhất. Lúc đó tiền tài, danh tiếng và địa vị của cô ấy sẽ được tăng cao rất nhiều. Đinh Khải Sơn càng xem càng vui, hớn hở nói, ôi, nếu mình có thể sinh được một cô con gái như vậy thì tốt biết bao. Đinh Mộng Nhiên bĩu môi, hừ. Trong chớp mắt, cô nhìn thấy sợi tóc của một người phụ nữ trên vai giang sách, thể là cơn ghen nổi lên, cô dùng hai ngón tay kẹp sợi tóc lên và lạnh lùng hỏi, nói thật đi, tóc của ai? Giang sách sững sờ, cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là lúc lăng dao ôm anh đã rất lại. Nhưng nên nói gì đây? Giang sách không phải là người biết viện cớ, càng muốn kiếm cớ lại càng không tìm được. chương 234, cuối cùng, chính thức ghi âm. Nhưng làm sao cô biết được giang sách không phải nói đùa mà là nói thật chứ? Hừ, Đinh Mộng Nhiên đẩy giang sách ra, tối nay ngủ trên sàn nhà đi. Giang sách lúng túng nhún vai, đi theo Đinh Mộng Nhiên vào phòng ngủ. Sau khi hai người lần lượt bước vào phòng ngủ, Đinh Mộng Nhiên vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói, đúng rồi, có một chuyện muốn nói với anh. Ngày mai là lập đồng rồi, hàng năm vào ngày này ba đều cùng đồng nghiệp của ông ấy là chú Vinh đi ăn cơm. Địa điểm của năm nay được đặt tại khách sạn Hòa Vân, ngày mai ba và em sẽ đi, anh cũng phải đến, biết không? Còn thời gian, không cần quá sớm, buổi tối trước 7 giờ là được. Sau khi dừng lại một lát, Đinh Mộng Nhiên nhắc nhở, à, tốt hơn hết anh nên chuẩn bị trước một món quà hả, lập đông thôi mà, có phải ngày lễ lớn gì đâu. Có cần thiết phải bày vẽ như vậy không? Đinh Mộng Nhiên nhún vai, vốn dĩ không cần, nhưng ba và chủ vinh là loại người sĩ diện nên mỗi lần liên hoan đều phải so sánh, hơn nữa nhất định năm nay cũng không ngoại lệ. Anh chuẩn bị một món quà đi, đừng để ba mất mặt là được. Có tiền không, em sẽ cho anh. Giang sách mỉm cười, không cần đâu, mấy tháng lương của anh vẫn còn đây. Vậy quyết định như thế nhé. Đinh Mộng Nghiên chui vào chăn và chuẩn bị nghỉ ngơi, giang sách ngây người nhìn cô. Vậy anh có được lên giường ngủ không? Không được, Đinh Mộng Nghiên hừ giọng, không phải anh đã có lang dao rồi sao? Đi tìm cô ấy đi, còn cần em làm gì? Đây rõ ràng là ghen mà. Giang sách mỉm cười xấu xa, thế thì anh đi tìm lang dao thật nha. Anh, Đinh Mộng Nghiên lật người, anh đi đi, đi rồi thì đừng về nữa. Giang sách cười khoái chí, còn chưa cởi quần áo đã nhào lên giường, chui vào trong chăn. Đinh mộng nhiên vội hét lên, anh làm gì vậy, tránh ra. Bản chết đi được. Sáng sớm hôm sau, Giang sách đến công ty giải trí ức mạnh, ngồi trong văn phòng. Còn chưa nóng chỗ thì ông già La Thịnh đã gõ cửa bước vào. Ôi, thầy La, sao hôm nay ông đến sớm vậy? Giang sách vội vàng đứng dậy nghênh đón. La Thịnh xua tay, cười nói, tối hôm qua tôi xem bộ phim ba, xin chào, nhìn thấy cô gái đóng vai chính lăng giao nổi loạn và quậy phá cuối cùng đã bị bầm dập cả trong mối quan hệ và sự nghiệp sau đó đã nhận ra sai lầm của mình mà trở về với gia đình thật sự rất hay những cảnh quay rất tuyệt giang sách mỉm cười có vẻ như những người già rất thích xem bộ phim này la thịnh tiếp tục nói cảnh quay này khiến tôi nhớ lại một số trải nghiệm của mình khi còn trẻ và tôi đã được truyền cảm hứng từ nó vì vậy đêm qua tôi đã thức suốt đêm để viết một bài hát có tên là thì ra hạnh phúc đã có trong tay để nói về cõi lòng của cô gái trẻ này. Tôi nóng lòng muốn đưa đến cho cậu để tìm một nữ ca sĩ thích hợp biểu diễn. Tôi có thể cam đoan chỉ cần kỹ thuật hát tốt, tuyên truyền giỏi thì nhất định sẽ một lần là nổi tiếng. Nhưng không biết tìm ai có thể biểu diễn tốt ca khúc này đây. Giang sách mỉm cười, nếu bộ phim này do Lăng Giao biểu diễn, mà ông lại viết nó dựa trên Lăng Giao, vậy không phải bài hát này được sáng tác riêng cho Lăng Giao sao? Ừ nhỉ, còn không phải sao đi đi tìm lăng dao nói đi là đi ngay cả hai đã tìm thấy lăng dao vừa nói chuyện này xong thì lăng dao vừa vui vừa ngạc nhiên đây chính là ca khúc do la thịnh viết đấy rất nhiều người đã khóc lóc cầu xin la thịnh viết cho một ca khúc mà không được kết quả là cô ấy lại có được nó một cách quá dễ dàng hạnh phúc đến quá đột ngột la thịnh cũng không khách sao đừng thất thần như vậy nữa đi đi đến phòng thu âm thử ngay bây giờ luôn bây giờ à không cần phải chuẩn bị gì sao chuẩn bị cái gì chứ cầm lấy mà hát thôi nhanh lên đi không thì cảm giác này sẽ biến mất đấy nhân lúc tôi còn hăng hái khí thế thì còn có thể hướng dẫn cô một chút theo yêu cầu của la thịnh lang giao đã đến phòng thu âm trong sự kinh ngạc đầu tiên cô ấy luyện tập toàn bộ bài hát dưới sự hướng dẫn tận tình của la thịnh sau đó hát đi hát lại nhiều lần cho quen với nhịp điệu và cảm xúc cuối cùng chính thức ghi âm mặc dù toàn bộ quá trình ngắn ngủi nhưng hiệu quả lại rất tốt ngay khi lăng giao vừa cất giọng hát lên thì la thịnh biết rằng đây chính là giọng hát mà ông ta cần đây chính là cảm xúc mà ông ta muốn có được tốt cô nhóc lăng giao này không đơn giản vừa biết diễn xuất vừa biết ca hát tiền đồ vô hạn sau khi bài hát được cất lên tất cả mọi người đều đắm chìm trong giai điệu của bản nhạc mãi mà vẫn chưa thoát ra được thật quá tuyệt mỹ Bỗng giang sách nói với La Thịnh, đúng rồi, thầy La, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. mươi 235, thôi vậy, mượn hoa dâm Phật. Cậu nói đi, tối nay, tôi muốn lăng giao hát bài hát này trước công chúng. Sau khi La Thịnh nghe xong đã bật cười, chuyện này à? Không quan trọng, cậu cử quyết định đi, tôi chỉ chịu trách nhiệm viết ca khúc và tìm ca sĩ phù hợp để biểu diễn mà thôi, còn việc cậu muốn tuyên truyền như thế nào thì đó là việc của cậu ông già tôi đây không quan tâm thực ra giang sách biết rằng đây là sự ưu ái của la thịnh dành cho anh vì la thịnh nổi tiếng là người nghiêm khắc trong nghề chuyện gì cũng phải do ông ta quyết định hát như thế nào hát cho ai và hát khi nào đều do ông ta chỉ định bây giờ ông ta có thể trao toàn quyền cho giang sách đủ để thấy sự tôn trọng của la thịnh dành cho anh sau khi thu âm Lăng dao nơm nớp lo sợ bước ra khỏi phòng thu và hỏi ông la tối có được không la thịnh mỉm cười không chỉ được mà quá xuất sắc luôn lăng dao à cô phải tự tin hơn chứ kỹ năng diễn xuất và kỹ thuật ca hát của cô đều là đỉnh cao hiện tại cũng đã nổi tiếng rồi nên đừng biến mình thành người mới biết không vâng tôi biết rồi thưa thầy la được mọi việc đã xong xuôi rồi tôi phải về ngủ tiếp đây mệt chết đi được thầy la đi thong thả sau khi tiễn la thịnh về giang sách gọi lăng dao đến bên cạnh và nói với cô ấy một chuyện lăng dao không hề do dự lập tức đồng ý một ngày trôi qua nhanh chóng mà không có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào sau khi xử lý xong công việc thì giang sách rời khỏi tòa nhà văn phòng và đến nhà hàng hòa vân để gặp đinh mộng nhiên và đinh khải sơn vừa đi được vài bước trình đan đình đã đuổi theo từ phía sau giang sách đợi đã Giang sách dừng chân và quay lại thì thấy Trình Đan Đình đang bước tới với một thứ trông giống như một bức tranh cuộn tròn trên tay. Có chuyện gì vậy? Trình Đan Đình nói, hôm nay là lập đông, có khách hàng đã gửi một bức thư pháp của đường bá hổ làm quà tặng mà tôi lại không có hứng thú với những thứ này. Tôi nghe nói bà vợ của anh rất thích nghiên cứu về thư pháp, có lẽ ông ta sẽ thích thứ này, tặng cho anh đấy. Hả, như vậy khách sáo quá rồi. Anh với tôi còn khách sáo cái gì chứ, cầm đi. Trình Đan Đình nhét bức thư pháp vào tay giang sách và nói, hãy giữ nó cẩn thận. Đây là một di tích lịch sử đã được các chuyên gia thẩm định, trị giá 2-3 nghìn vạn đấy. Hả? Giang sách không biết phải nói gì mới phải, một bảng chữ mẫu hai ba nghìn vạn nói tặng là tặng ngay. Trình đan đình quả tốt với anh rồi. Cảm ơn. Khỏi cần cảm ơn, cứ vậy đi. Trình đan đình quay người về lại công ty. Giang sách đứng đó với bức thư pháp trên tay, anh chợt nhớ rằng tối hôm qua đinh mộng nghiên đã bảo anh phải chuẩn bị quà cho ba vợ nhưng hôm nay anh lại quên mất anh nhìn bức thư pháp trong tay thôi vậy mượn hoa dâng phật giang sách gọi một chiếc taxi đến khách sạn hòa vân chẳng bao lâu đã tới giang sách bước vào nhà hàng với bức thư pháp trên tay đinh mộng nghiên đã đợi anh ở cửa từ lâu cả hai nắm tay nhau bước vào phòng ăn ngoại trừ giang sách những người khác đều đã đến một bàn sáu người gia đình Định Khải Sơn chỉ có Tô Cầm là không đến. Ngồi đối diện là gia đình Vương Chí Vinh, ngoài Vương Chí Vinh còn có con gái Vương Phượng Nhã và con rể Từ Thông. Sau khi hai gia đình ngồi vào bàn, người phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên, đầy ắp. Sau trộn, đồ ăn nóng, nước trái cây, rượu, bát đũa đều được chuẩn bị ngay ngắn. Nào, vì buổi liên hoan mỗi năm một lần của hai gia đình chúng ta, cạn ly. Cạn ly. Cả sáu người cùng nâng ly lên, nam uống rượu, nữ uống nước trái cây. Sau khi uống cạn một ly, Vương Trí Vinh ăn một miếng thức ăn, cười nói, Khải Sơn à, tôi với ông làm đồng nghiệp cũng đã 10 năm rồi đúng không? chương 236, 10 vạn. Định Khải Sơn gật đầu, tính ra cũng đã 10 năm rồi. Vương Trí Vinh xúc động nói, tôi vẫn còn nhớ khi lần đầu chúng ta cùng nhau ăn cơm, khi đó con gái Phượng Nhã của tôi và con gái Mộng Nhiên của ông vẫn còn là những đứa trẻ, trước mắt chúng đã trở thành những cô gái rồi, lại còn đã lập gia đình nữa chứ. Đúng là thời giờ thấm thoát thoi đưa mà. Vương Chí Vinh cố ý liếc người con rể từ thông của mình. Từ Thông ngầm hiểu, rót đầy rượu, đứng dậy cúi đầu, hai tay cầm ly rượu và nói với Đinh Khải Sơn, cháu Từ Thông xin kính bác một ly. Ôi, khách sáo quá. Đinh Khải Sơn và Từ Thông cụng ly và lần lượt uống cạn. Ông đặt cái ly xuống, tiện thể hỏi, "Từ Thông, nghe nói hình như cậu là hoa kiều ở Úc?" Từ thông gật đầu, đúng vậy, ba cháu là người tứ xuyên. Ông ấy sang Úc kinh doanh từ thời còn trẻ, sau đó định cư luôn ở Úc, gặp mẹ rồi sau đó mới có cháu. Cháu sinh ra ở Úc nên lấy quốc tịch Úc, mấy năm gần đây mới cùng ba về nước để phát triển sự nghiệp. Hiện cháu đang làm việc tại một công ty nước ngoài với tư cách là cố vấn doanh nghiệp. Nói xong, cái đuôi của từ thông như sắp phỉnh lên đến tận trời rồi. Xuất thân ở nước ngoài, quốc tịch Úc, về nước phát triển, làm việc trong công ty nước ngoài, đó đều là những câu nói yêu thích của các cô gái trong nước. Có bao nhiêu phụ nữ mơ ước được lấy một người đàn ông như vậy? Vương Chí Vinh cực kỳ vui sướng. Đinh Khải Sơn ngồi đối diện xa sầm sắc mặt, năm nào ăn cơm cũng phải so sánh mọi mặt với Vương Chí Vinh, ông vẫn thắng nhiều thua ít, nhưng năm nay hơi phiền phức. Vì bên kia đưa con rể người Úc đến dự tiệc, mà bên này, Đinh Khải Sơn liếc nhìn giang sách với vẻ thất vọng, mặc dù ông đã chấp nhận giang sách và biết rằng anh là một người con rể đáng tin cậy nhưng lý lịch xuất thân và công việc của giang sách lại quá bình thường quan trọng nhất lại là một đứa ở rể sao mà so sánh với người ta được chứ nghĩ đến đây đinh khải sơn cảm thấy không vui nhưng mà vương trí vinh lại cứ thích vạch áo cho người xem lưng ông ta liếc nhìn giang sách nói với vẻ kỳ quái đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người cháu này cậu làm công việc gì vậy Giang Sách khẽ nói, tôi làm ở văn phòng khoa học tầm mộng, hiện là trưởng bộ phận ạ. À. Hả, đó là một công ty rất lớn, gần đây bỗng phát triển rất vượt bậc. Vương Chí Vinh thay đổi đề tài, cố ý hỏi, chắc tiền lương cao lắm nhỉ? Một năm cũng phải 3-400 vạn chứ? Giang Sách lắc đầu, không, tiền lương mỗi tháng của tôi chỉ được tạm ngàn tệ, cộng thêm tiền thưởng cuối năm cũng chỉ khoảng hơn 10 vạn thôi ạ. À. 10 vạn? Đối với một gia đình bình thường, vậy là đủ nhưng đối với những gia đình như nhà họ Đinh, họ Vương thì rõ ràng là chưa đủ. Ngay lập tức Vương Trí Vinh nhìn giang sách với vẻ khinh thường và than thở tám nghìn. Làm được gì chứ, ngay cả một gói trà cũng không mua nổi, công việc này có gì hay ho nào. Sắc mặt của Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nhiên thật khó coi. Đã thế con gái của Vương Trí Minh là Vương Phượng Nhã còn bồi thêm một câu, ôi, Mộng Nhiên à. Cô nói xem cô rất xinh đẹp, thành tích xuất sắc, sự nghiệp vững chắc, từ nhỏ đến lớn tôi đều thua cô về mọi mặt mà sao cuối cùng mắt nhìn đàn ông của cô lại kém như vậy ha? Một năm từ thông của nhà chúng tôi cũng phải kiếm hơn 500 vạn, tôi đã cảm thấy anh ấy không có tiền đồ rồi. Nào ngờ cô còn tệ hơn tôi nữa, gả cho một tên chỉ có thu nhập 8 ngàn tệ một tháng. Chật chật, cô bị mỡ lợn che mù tâm trí hay sao mà lại đưa ra lựa chọn không có đầu óc như vậy? Bây giờ nhặt phe trai còn được nhiều tiền hơn thế, đúng chứ? Phượng Nhã Sao con lại ăn nói như thế?" Vương Chí Vinh cố tình cắt ngang quay đầu lại nói với Đinh Khải Sơn, "Khải Sơn à, ông đừng để tâm mấy lời con bé nói nhé." Đinh Khải Sơn xua tay, nói, "Không đâu, thanh niên mà." Chương 237, Đinh Khải Sơn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Không khí trong phòng vẫn luôn trong trạng thái rất kỳ lạ, mọi người trông có vẻ hợp, nhưng thực tế lại không ngừng so bì nhau. Vương Chí Vinh đã tóm được Tử Huyệt, giang sách, không ngừng đàn áp Đinh Khải Sơn. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ông ta thấy vui sướng như vậy. Ăn ăn uống uống một hồi, từ thông đột nhiên đứng dậy nói với Vương Trí Vinh, ba, dịp lễ Tết này con không chuẩn bị quà cáp gì, con biết ba thích thư pháp nên đã mua một bức thư pháp để tặng cho ba, hy vọng ba sẽ thích nó à. Ồ, con mau lấy ra đây cho ba xem. Từ thông rút món quà đó từ bên cạnh mình, mở ra cho mọi người xem. Sau khi nhìn thấy nội dung trên bức thư pháp, Vương Chí Vinh liền sửng sốt đến mức không thể ngồi yên được nữa, đây không phải là bức thư pháp bình thường, mà đây là bút tích thực của đường bá hổ, thiềm cung linh thiếp. Người bình thường chỉ biết các bức tranh của đường bá hổ được xếp vào hàng cực phẩm, nhưng lại không biết thư pháp của ông ta cũng rất nổi tiếng, cũng chiếm một vị trí không hề tầm thường trong lịch sử. Thư pháp của đường bá hổ đã hiếm, nhưng bức được lưu truyền lại càng hiếm hơn. Hiện nay, trên thị trường, Mỗi một bức thư pháp của Đường Bá Hổ đều có giá hơn chục triệu tệ trở lên, là loại cực phẩm có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Một món quà như vậy quá quý giá. Đặc biệt là đối với một người đã nghiên cứu thư pháp trong nhiều năm như Vương Chí Vinh, nhận được món quà này, ông ta càng yêu thích đến không nỡ rời tay. Đây là món quà không thể dùng tiền bạc để đánh giá về giá trị của nó. Đẹp, đẹp lắm, rất đẹp. Từ Thông à, chắc chắn là con đã phải tiêu tốn không ít tiền cho bức thư pháp này đúng không? Rẻ hơn một nửa so với giá trên thị trường, chỉ hơn một nghìn vạn thôi ạ. À. Hơn một nghìn vạn, bằng đấy tiền mà có thể dùng từ, chỉ để hình dung ư. Đinh Khải Sơn ở phía đối diện gần như không thể ngồi yên trên ghế được nữa, hôm nay ông đã thua thảm hại. Ông cũng là người nghiên cứu sâu về thư pháp nên đương nhiên ông biết bút tích thực của đường bá hổ đáng giá đến nhường nào, huống hổ bức thư pháp vô cùng hiếm có này dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Đinh Khải Sơn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, lại vừa cảm thấy bất lực, chẳng biết phải làm sao. Vương Chí Vinh vui vẻ nói với Đinh Khải Sơn: Khải Sơn, ông xem bức thư pháp này của Đường Bá Hổ có phải là bút tích thực không? Rõ ràng Vương Chí Vinh đang cố ý khoe khoang. Đinh Khải Sơn cắn răng liếc mắt nhìn một cái, sau đó cố nặn ra một nụ cười đáp: đúng là bút tích thực. Ha 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 ha! Ngay cả một người rất có hiểu biết về thư pháp như Khải Sơn cũng nói đây là bút tích thực vậy thì chắc chắn là không thể sai được rồi. Từ thông, con đúng là con rể của bố. Cả nhà họ vương ai nấy đều nở nụ cười đắc chí. Ngược lại, Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nhiên đều cúi đầu thở dài, mặt mày ủ rũ. Lúc này, Vương Trí Vinh lại hỏi đến giang sách, cháu trai, một ngày vui như hôm nay chắc cháu không thể đến đây tay không chứ? Cháu cũng nên mang chút quà cáp cho ba vợ cháu chứ nhỉ? Vương Phượng Nhã ở bên cạnh cũng cất giọng cười châm chọc ba, ba đừng làm khó người ta nữa, lượng người ta chỉ có 8.000 tệ thôi, có thể mua được món quà gì chứ? Ba hỏi vậy là người ta thấy xấu hổ với lúng túng lắm đấy. Bấy giờ Vương Trí Vinh mới, như bừng tỉnh, liên tục, xin lỗi, ồ, xin lỗi cháu nhé, là lỗi của bác, bác đã yêu cầu cháu hơi cao một chút rồi. Sắc mặt hai ba con định Khải Sơn càng trầm xuống. Còn Giang Sách lại khá bình tĩnh, anh đặt đôi đũa trong tay xuống, nhẹ nhàng nói, thực ra cháu cũng mua cho ba cháu một bức thư pháp. Từ thông bật cười, hỏi, ồ, anh cũng mua tranh thư pháp hả? Có phải là loại tranh thư pháp có giá 8 tệ bán trong cửa hàng văn phòng phẩm không? chương 238, thư pháp của ông Diệp có thể nói là vô địch. Vương Phượng nhã lườm anh ta một cái, nói, anh nói năng linh tinh cái gì đấy, bây giờ giá đã tăng lên 10 tệ rồi. Hai vợ chồng họ kẻ tung người hứng, cố tình dồn gian sách vào thế khó. Giang sách cũng không bận tâm, anh cúi người xuống lấy bức thư pháp của mình ra, nói trùng hợp quá, bức thư pháp của cháu cũng là bút tích của đường bá hổ, hơn nữa. Cũng là bức thiềm cung linh thiếp. Ha! Bầu không khí trong phòng bao lập tức thay đổi. Từ thông cười gần, nói cha, trò đùa này chẳng vui chút nào. Bút tích của đường bá hổ vốn đã hiểm, bức thiềm cung linh thiếp này lại càng hiếm có khó tìm hơn, trên đời này chỉ có một bức. Tôi đã mua được nó, làm sao mà anh có thể có được? Dấu lớn dấu lớn. Giang Sách mỉm cười, vậy chắc chắn trong hai bức có một bức là giả rồi. Ha, ý của anh là bức tôi mua là hàng giả đúng không? Cái đồ thùng rỗng kêu to, anh mở bức mình mua ra cho tôi xem xem. Giang Sách mở bức thư pháp ra trước mặt tất cả mọi người. Một bức thư pháp vô cùng hoàn mỹ được bày ra trước mắt, trùng hợp là nó giống hệt với bức thư pháp mà Từ Thông vừa lấy ra. Chuyện này từ thông sướng sờ. Hai bức thư pháp giống hệt nhau, vậy chắc chắn có một bức là giả. Từ thông cười khẩy, nói, ô, cũng được đấy nhỉ, sao chép lại rất giống. Giang sách, anh mua cái, thảm, này bao nhiêu tiền đấy. Trình độ nhái lại cao như vậy, theo tôi thấy chắc là không dưới 200 tệ đâu nhỉ. Anh ta luôn miệng nói đồ của giang sách là giả. Giang sách mỉm cười, hờ hững đáp, có những người mua bỏ ra 2.000 vạn mua phải hàng giả, bị hở một số to mà vẫn ngây thơ không biết gì, còn huynh hoang tự đắc, đúng là không biết nên nói gì cho phải. Anh nói cái gì, từ thông gào lên, ha ha, anh dám nghi ngờ bức thư pháp của tôi là giải. Sao? Không phải là nghi ngờ, mà đó là sự thật. Lúc hai bên đang đối đầu với nhau không ai chịu ai thì đúng lúc này, ngoài cửa có một ông lão đeo kính, mặc quần áo phải đi ngang qua, nghe thấy bên trong đang cãi vã rất ẩm ý, ông ta bèn vô thức liếc vào một cái vừa liếc mắt, bước chân ông ta đã khựng lại. đó là hai mắt ông lão sáng lên, không được mời mà tự ý xông vào bên trong phòng riêng của bạn họ. hai vị, hai vị có thể đưa bức thư pháp trong tay cho tôi xem một chút được không? ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên người ông ta. vương trí vinh và đinh khải sơn là hai người đầu tiên thấy sửng sốt đến ngẩn người. những người am hiểu về thư pháp như bọn họ rất quen thuộc với ông lão ở trước mặt. fel ông ta là Diệp Tân Công, một thánh thư đương đại vô cùng nổi tiếng trong giới thư pháp trong nước. Thư pháp của ông Diệp có thể nói là vô địch. Ông ta có 36 học trò, mỗi người bọn họ đều là các cao thủ nổi danh trong và ngoài nước, có thể nói, ông Diệp đây chính là biểu tượng cho giới thư pháp hiện thời. Một nhân vậy như vậy, bình thường Ninh Khải Sơn và Vương Chí Vinh có muốn nịnh nọt, tầng bốc làm thân cũng không có cơ hội. Không ngờ hôm nay bọn họ lại được gặp ông ta ở đây. Hai người họ vội vàng đứng dậy, kính cẩn cúi mình chào Diệp Tân Ngôn, không hẹn mà cùng đồng thanh nói, "Hậu bối xin phép chào ông Diệp." Diệp Tân Ngôn mỉm cười vuốt râu, ánh mắt chưa hề rời khỏi hai bức thư pháp kia. Ông ta nói, giọng điệu có vẻ hơi nôn nóng, "Không cần khách khí, các vị có thể cho tôi được nhìn qua hai bức thư pháp này không?" Vương Chí Vinh vui vẻ nói, "Ông Diệp muốn xem, vãn bối cầu còn không được." Cũng thật trùng hợp, hai bức thư pháp này giống hệt nhau chúng tôi cũng tranh cãi mãi mà vẫn không phân biệt được bước nào là thật, bước nào là hàng nhái. Ông Diệp đã đến đây, vừa khéo có thể giúp chúng tôi xem xét kiểm tra một cách cẩn thận, xem xem bước nào mới đích thực là bút tích của đường bá hổ. chương 239, con có đồng ý không? Từ thông nghe xong mặt mũi liền tái xanh tái mét, ngũ quan gần như co rúm lại thành một đống. Nếu những lời này không phải được thốt ra từ miệng Diệp Tân Công mà là người khác, có lẽ anh ta đã vung tay đấm người đó một cú, anh ta dằn lại lửa giận trong lòng, thấp giọng nói, ông Diệp, ông xem lại cho kỹ càng đi, bức thư pháp này của tôi thật sự là hàng nhái ư. Diệp Tân Công bật cười, đáp, đồ thật không thể biến thành đồ giả, mà đồ giả cũng không thể biến thành đồ thật được, tôi có xem thêm mấy lần nữa thì nó vẫn là hàng nhái thôi. Lần này từ thông đã hoàn toàn sụi lơ. Lời thánh thư nói, anh ta nào dám phản bác, người ta ăn muối còn nhiều hơn anh ta ăn cơm, ở phương diện kiểm nghiệm thật giả, làm sao anh ta có quyền lên tiếng cao bằng người ta? Hàng giả hai chữ này như một con dao đâm thẳng vào trái tim từ thông khiến anh ta đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Để mua được bức thư pháp này, anh ta đã bỏ ra cả chục triệu tệ. Mười triệu tệ lận đó. Diệp Tân Công nói, mặc dù là hàng nhái, nhưng tay nghề làm ra bức thư pháp này cũng cực kỳ tinh xảo. Mặc dù không phải vật vô giá, nhưng cũng đáng giá ba bốn trăm nghìn tệ từ 10 triệu tệ biến thành 3 400 nghìn tệ. Ha ha! Lúc này, Đinh Khải Sơn lại đưa bức thư pháp mà Giang Sách mua cho Diệp Tân Công xem, nói ông Diệp, ông xem xem bức này thế nào. Bởi vì khi nãy nhìn thấy bức thư pháp nhái lại kia nên Diệp Tân Công cũng không còn phấn khích nữa, theo ông ta thấy, bút tích thực của đường bá hổ vô cùng hiếm có, đám người trần tục bình thường này làm sao có thể có được. Vì thế, ông ta khá chắc bức thứ hai này cũng là đồ giả. Diệp Tân Công cũng không để tâm, tiện tay nhận lấy liếc nhìn hai cái, nhưng càng nhìn ông ta càng thấy có gì đó không đúng. "Hả?" Ánh mắt tùy hứng kia đã biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng và kích động. Diệp Tân Công ghé mắt lại nhìn, nhìn từng chút một từ trên xuống dưới, đầu tiên ông ta nhìn chữ, sau đó lại xem giấy, còn xem cả lớp kép, cuối cùng ông ta kiểm tra hết tất cả các khe hở ở viền bên cạnh một lượt. Sau đó, hai tay ông ta trở nên run rẩy. Tinh thần cũng trở nên vô cùng kích động. Diệp Tân công cầm bức thư pháp, phấn khích nói, "Đây, đây, đây đúng là bút tích thực của Đường Bá Hổ." Bút tích thực. Đinh Khải Sơn người đã bị chèn ép cả một buổi tối lập tức vui vẻ hớn hở, mặt mũi tươi roi rói. Còn ba người nhà họ Vương ở phía đối diện lại sầm mặt xuống, cau chặt mày lại, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Bọn họ khoe khoang khoác lác cả một buổi tối cuối cùng lại lấy ra một bức thư pháp là hàng nhái, chẳng có bao nhiêu giá trị. Còn người ta chỉ tiện tay rút ra một cái đã lấy ra được bút tích thực đáng giá hơn 20 triệu tệ của Đường Bá Hổ. Dù có nói năng khéo léo lợi hại đến đâu cũng vô tác dụng, chỉ khi lấy ra được đồ thật chứng minh thực lực mới có thể khiến người ta tin tưởng bái phục. Diệp Tân công kích động nói: "Các vị, các vị có thể đồng ý một yêu cầu hơi quá đáng của tôi không?" Định Khải Sơn nói: "Xin ông Diệp đừng khách sáo." có chuyện gì ông cứ nói đi. Bút tích thực này của đường bá hổ là bảo vật quốc gia, bị lưu lạc ở bên ngoài thì thật sự là rất đáng tiếc, nên các vị có thể bán lại cho tôi không? Các vị yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ mua lại với giá cao, sẽ không để các vị phải chịu thiệt đâu. Đinh Khải Sơn nhìn Giang Sách, hỏi con có đồng ý không? Giang Sách bật cười, đáp ba, ba hồ đồ mất rồi, bức thư pháp này là quà con tặng ba mà. Bây giờ nó đã thuộc về ba, Ba gật đầu một cái là được, đâu cần phải hỏi ý kiến của con. Diệp Tân công chớp mắt nhìn Đinh Khải Sơn, hỏi, "Được. Được không?" Trong lòng Đinh Khải Sơn rất vui vẻ, bây giờ thánh thư đang cầu xin ông, đây là một chuyện vinh dự biết bao. Ông lắc đầu đáp, "Không được." Sắc mặt Diệp Tân công lập tức thay đổi. "Chương 240, cảm ơn, cảm ơn ông Diệp rất nhiều." Vương Chí Vinh thấy có cơ hội phản công đã đến vội vàng lớn giọng chỉ trích đinh khải sơn ông đừng có mà quá đáng quá bức thư pháp này để ở chỗ ông thì có tác dụng gì chứ trình độ của ông kém đã đành ngoài ra có khi ông còn làm hỏng nó ấy chứ ông biết bảo quản nó thế nào không mà ông có tư cách gì để từ chối ông diệp đây đinh khải sơn mỉm cười nói với diệp tân công ông diệp ông đừng hiểu nhầm tôi nói không được tức ý của tôi là tôi sẽ không bán nó cho ông mà tôi sẽ tặng ông luôn chuyện này Vương Chí Vinh đứng ở bên cạnh như nuốt phải thứ gì đó khó ăn, những gì ông ta vừa nói chính là điển hình của lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Ông ta thầm mắng chửi trong lòng, Đinh Khải Sơn, con mẹ nó, ông còn giả bộ cái đếch gì. Hai tay Diệp Tân Công run lên, mặc dù đối với ông ta 20 triệu tệ không phải là một số tiền quá lớn, nhưng nếu phải bỏ ra thì thật sự cũng thấy hơi đau ví. Bây giờ thế mà đối phương lại nói sẽ tặng miễn phí cho ông ta, ông ta thật sự mừng đến điên lên diệp tân công nói lão già này tự cảm thấy rất hổ thẹn và ái náy ôi ông diệp thật khéo đùa ông là thánh thư là hình mẫu là tấm gương mà thế hệ chúng tôi luôn tôn kính và sùng bái có thể tặng món quà này cho ông là niềm vinh hạnh của vãn bối xin ông diệp đừng ghét bỏ mà hãy nhận lấy diệp tận công cất bức thư pháp đi lại hỏi không biết nên xưng hô với ông thế nào định khải sơn rút một tấm danh thiếp ra đưa cho đối phương đây là danh thiếp của vãn bối mong ông diệp nhận lấy diệp tân công cầm tấm danh thiếp sau đó ông ta lại lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho đinh khải sơn đây là thẻ hội viên của công hội thư pháp diệp thị chúng tôi có nó sau này ông có thể ra vào bất cứ công hội nào của diệp thị trên toàn quốc đinh khải sơn vui sướng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên tấm thẻ này là niềm mơ ước của những ai nghiên cứu về thư pháp không biết đinh khải sơn đã phải nhờ vào bao nhiêu mối quan hệ mà vẫn không có được nó nay mơ ước đã thành hiện thực trong lòng ông ta rất vui sướng cảm ơn cảm ơn ông diệp rất nhiều diệp tân công cười nói đừng khách sáo ông có thể từ bỏ yêu thích mà tặng kiệt tác đó cho lão già này chứng tỏ rằng ông là một con người có nhân phẩm cao quý một tài năng có thể bồi dưỡng sau này chúng ta có thể trao đổi qua lại với nhau nhiều hơn nào dám nào dám vãn bối còn phải học hỏi ở ông diệp nhiều hai người họ khách sáo với nhau mấy câu sau đó cùng nâng ly rượu lên chúc tụng, sau cùng ông Diệp mới cầm bức thư pháp rời khỏi phòng riêng. Diệp Tân Công có được bút tích thực của đường Bá Hổ, còn Ninh Khải Sơn có được thẻ hội viên của công hội Diệp Thị. Hai người họ đều rất vui sướng, chỉ có Vương Trí Vinh là mặt mày đen thui như đáy nồi, bực tức đến nghiến răng nghiến lợi. Từ thông thì khỏi phải nói, bỏ ra 10 triệu tệ mua phải hàng nhái, anh ta chỉ muốn chết quét đi cho xong. Ninh Mộng Nhiên người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng cũng không quên cứa thêm một sao. Phượng Nhã à, cô đúng là gả cho một người chồng tốt, đồ giả 10 triệu tệ nói mua là mua liền. Ôi chao, cũng đúng thôi, ai bảo từ thông nhà cô lắm tiền cơ. Không như người chồng không ra gì của tôi, mỗi tháng chỉ kiếm được 8.000 tệ, mua gì cũng phải cân nhắc đắn đo xem có thật sự cần không mới dám mua, chẳng quyết đoán chút nào hết. Sau đó, cô còn cố tình nói với Giang Sách, ông xã à, khi nào thì anh mới có thể giống như người ta, có thể như một con lừa ngu ngốc bị người ta dắt mũi, nói mua gì thì mua cái đó đây." Giang Sách bất lực lắc đầu. Chương 241: Thông tin liên lạc. Lần tụ họp này, những ưu thế mà cô ta vừa có được đã hoàn toàn biến mất chỉ vì một bức thư pháp nhái. Thậm chí, nhà họ Vương bọn họ còn bị sỉ nhục nặng nề. Thực sự là rất đáng hận. Định Khải Sơn cười khà khà, rót đầy ly rượu. Nói với Vương Chí Vinh, "Ông Chí Vinh, nào, hai anh em chúng ta kính nhau một ly. Bây giờ tôi đã có thẻ hội viên, sau này nếu ông muốn đến công hội Diệp Thị tham quan thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ dẫn ông đi." Vương Chí Vinh tức đến xanh xám mặt mày, hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không muốn cạn chén rượu này với Định Khải Sơn. Người nhà họ Vương ăn bữa cơm này chẳng thấy thoải mái chút nào hết, để lật ngược cuộc chiến, Từ Thông cố ý chuyển chủ đề đừng cứ mãi nhắc đến món hàng nhái và thẻ hội viên kia nữa, như vậy bọn họ sẽ không bao giờ chiếm được ưu thế. Từ thông bằng giọng cười nói với mọi người, à đúng rồi, gần đây có một bộ phim rất nổi tiếng là ba, xin chào, không biết mọi người đã xem chưa? Vừa nhắc đến bộ phim này, Đinh Khải Sơn liền có hứng thú. bác đã xem rồi, phim rất hay, người không thích xem tivi như bác cũng xem không rời mắt được. tuổi nào cũng đúng giờ ngồi trước tivi để xem tập mới nhất. Ninh Mộng Nhiên lườm ông, thầm nghĩ chuyện này có gì đáng để tự hào chứ. Từ thông cười khà khà, lại hỏi, bác Đinh, không biết bác thích vai diễn nào trong bộ phim đó nhất. Định Khải Sơn càng vui vẻ hơn, nói còn phải nói sao. Đương nhiên là cô vợ quốc dân lăng giao rồi. Ai à, bác nói cháu nghe này, cô gái đó vừa đáng yêu vừa hiền hậu, nếu bác trẻ lại 30 tuổi, bác chắc chắn sẽ theo đuổi cô ấy. Ninh Mộng Nhiên càng nghe càng thấy nực cười, không kìm được mà véo ba mình một cái khiến ông đau đến mức kêu lên một tiếng từ thông ở phía đối diện cười thầm trong bụng cá đã cắn câu từ thông cố tình lấy trong túi ra một chiếc đĩa cd cười nói ba bác định hai người nhìn xem đây là gì ánh mắt của mọi người đổ dồn vào chiếc đĩa đó đó là một chiếc đĩa có chữ ký tên người ký là lăng dao hai mắt đinh khải sơn sáng rực lên nôn nóng hỏi cháu trai đây là chữ ký thật của lăng Giao ư đương nhiên rồi. Chật chật, sao cháu lại có được nó? Từ thông cười híp mắt lại, nói cũng không có gì khó, mấy hôm trước lăng giao đến công ty chúng cháu làm hoạt động, với tư cách là khách mời đặc biệt cháu đã giao lưu với cô ấy, còn trao đổi thông tin liên lạc, tiện thể cháu cũng nhận được một chiếc CD có chữ ký của chính cô ấy. Giao lưu, thông tin liên lạc, còn có cả đĩa CD có chữ ký. Từng câu từng chữ như in hằn vào tim Định Khải Sơn, khiến ông cảm khái không ngừng, thực sự rất ngưỡng mộ. đĩa cd thì cũng bình thường thôi, quan trọng nhất là thông tin liên lạc của lăng giao. có thể liên lạc với một ngôi sao lớn như lăng giao là ước mơ của bao nhiêu người chứ. ngay cả một người lớn tuổi như đinh khải sơn cũng rất muốn có. tử thông đưa chiếc đĩa cho vương trí vinh, nói ba, đây là món quà thứ hai con tặng ba. ba yên tâm đi, đây chắc chắn là hàng thật giá thật, chữ ký này cũng thật sự do lăng giao tự tay ký lên, có rất nhiều người có thể làm chứng cho con. Giang sách cười thầm, hẳn là anh ta đã bị hai chữ, hàng nhái, dọa sợ rồi, thế nên bây giờ mới phải vội vàng giải thích như vậy. Vương Chí Vinh cười khà khà, nhận lấy chiếc đĩa CD có chữ ký đó. Thực ra ông ta không thích lăng dao lắm, cũng chưa xem bộ phim đó, nhưng ông ta rất hưởng thụ cảm giác có được món đồ mà Đinh Khải Sơn tha thiết muốn có này. Đinh Khải Sơn vừa thấy thích vừa thấy bực mình. Vương Chí Vinh cố ý hỏi, ai à, ông Khải Sơn, hình như ông rất thích nó nhỉ, Định Khải Sơn không đáp lời, bấy giờ ông mới nhận ra hình như mình đã rơi vào hố do người ta đào sẵn, ông càng thích, đối phương càng được đắc ý. chương 242, Lăng Giao thật sự đến đây sao? Vương Chí Vinh nói với Từ Thông, con dễ hiền, khi nào con rảnh thì xin Lăng Giao một chữ ký khác để thỏa lòng mong ước của bác định con nhé. Từ Thông gật đầu, nói con nhớ rồi a, à, khi nào có thời gian con nhất định sẽ đi xin cho bác ấy. Nhà họ Vương ăn ăn uống uống, vui sướng như mở cờ trong bụng cuối cùng bọn họ cũng đã phản công lại được một hiệp còn bên đinh khải sơn khi nãy mới có được một chút khí thế đã lại bị áp xuống trong lòng thực sự thấy rất khó chịu giang sách thấy vậy mỉm cười lắc đầu anh nhẹ nhàng nói ba thực ra ba không cần xin từ thông đâu ạ à. từ thông tóm được sơ hở của đối phương lập tức phản kích ôi chao ba anh đã thích đến vậy mà anh lại không cho ông ấy xin anh làm con rể kiểu gì vậy bản thân không có bản lĩnh có được chữ ký của đại minh tinh nên đổ kỵ người ta đến đỏ mắt đúng không đúng là cái thứ không ra gì vương phượng nhã nói bóng nói gió có những người không ăn được nho nên chê nho chua đó giang sách nghe bọn họ nói xong cũng không có phản ứng gì trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản và ung dung anh hờ hững nói ba thực ra con đã chuẩn bị món quà thứ hai cho ba trùng hợp là món quà này cũng có liên quan đến lang dao ô định khải sơn lập tức phấn chấn nói sách nhi con cũng tặng ba chữ ký của cô ấy sao giang sách lắc đầu không phải a à. từ thông vui mừng nói không có thì anh nói làm gì sao nào anh định dùng hai tệ mua một tấm áp phích đến lòe ba vợ anh hả anh không biết xấu hổ sao giang sách không thèm để ý đến anh ta nói tiếp ba con biết ba thích lăng dao vì thế con đã đặc biệt mời cô ấy đến đây hát tặng ba một bài hy vọng ba sẽ thích hạ hả không chỉ có định Khải Sơn, mà những người đang có mặt ở đó đều choáng váng. Anh đúng là rất dám nói. Lăng Giao là đại minh tinh, giang sách anh là cái thá gì chứ? Có tư cách gì mà mời người ta đến đây? Vương Phượng Nhã chế nhạo, Đinh Mộng Nghiên, cô có thể bảo anh chồng cực phẩm của cô tem tém lại không? Anh ta ở đây tự khiến bản thân mất hết mặt mũi như vậy, tôi rất vui sướng đấy. Từ thông còn bổ sung thêm, với danh tiếng hiện giờ của Lăng Giao, phí biểu diễn cho một lần xuất hiện cũng phải hơn một triệu tệ. Giang sách, một tháng anh chỉ kiếm được 8.000 tệ, phải làm bao nhiêu năm mới đủ để mời được người ta. Không ổn rồi, tôi buồn cười chết mất, đỡ tôi dậy với, ha ha ha. Người nhà họ vương cứ thỏa sức chế nhạo, châm chọc, hoàn toàn không tin giang sách có khả năng đó. Đâu chỉ có người nhà họ vương, ngay cả Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nhiên cũng không tin giang sách có bản lĩnh đó. Đinh Khải Sơn cao chặt mày lại, trên mặt đã lộ vẻ tức giận, sách nhi, ba biết con rất muốn ba được vui vẻ, nhưng có những lời không thể tùy tiện nói ra, con biết chứ. Sau đó, ông lắc đầu bất lực. Trước đây ông còn nghĩ rằng Giang sách là một người con rể đáng tin cậy, nhưng bây giờ xem ra, ôi! C. Anh vẫn chẳng đáng tin chút nào. Đinh Mộng Nghiên chừng mắt nhìn Giang sách, nói, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Trước đây anh tùy tiện nói đùa với em thì cũng thôi đi, Bây giờ lại còn nói đùa như vậy trước mặt bao nhiêu người. Anh làm ba em mất hết thể diện rồi đó, anh biết không hả? Giang Sách cười bất lực, đưa tay lên nhìn đồng hồ. 8 giờ rưỡi, thời gian vừa vặn. Các vị, mời theo tôi ra ngoài, Lăng Dao sắp đến rồi. Ba, hôm nay con mời Lăng Dao đến hát cho ba nghe một bài, tặng cho ba lời chúc phúc chân thành nhất. Nói xong, Giang Sách bèn đứng dậy đi ra ngoài đầu tiên. Những người khác đưa mắt nhìn nhau lăng dao thật sự đến đây sao? Từ thông cười khẩy, xem thì xem, ai sợ ai chứ? Vương Phượng Nhã cũng đứng dậy, nói đi, chúng ta cùng ra xem. Tôi lại, muốn mở mang tầm mắt, xem xem một kẻ nghèo hèn tháng chỉ kiếm được 8.000 tệ tiền lương làm sao mời được ngôi sao lớn lăng dao đến đây. Thấy bọn họ kéo nhau ra ngoài, Vương Chí Vinh nói với Đinh Khải Sơn, ông Khải Sơn, không phải tôi đã nói với ông rồi sao, sao ông có thể kén một thằng nhãi chẳng ra gì làm con rể thế ông đã ngần này tuổi đầu rồi, mất mặt thật đấy. 2. chương 243, hóa ra là vậy. Nói rồi, ông ta cũng đứng dậy đi ra ngoài. Định Khải Sơn tức giận đập mạnh xuống bàn, cầm ly rượu lên uống cạn một. Hơi! Giang sách, rốt cuộc con muốn làm gì vậy hả? Không lâu sau, mọi người đi ra ngoài phòng bao, lần lượt đứng thành hàng, nhìn về phía cửa. Có nhiều người lần lượt ra vào ở cửa, nhưng không thấy bóng dáng lăng dao đâu mọi người đứng ở cửa phòng bao năm phút mà không có thu hoạch gì từ thông cười gần hỏi giang sách lăng dao đâu giang sách bình tĩnh đáp buổi tối nhiều xe đi lại chắc là bị tắc đường một chút ha 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 sự đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn ăn nói bừa bãi được hả tôi thấy da mặt anh dày thật đấy bác đinh cháu đề nghị với bác bác thật sự nên cân nhắc lại một chút xem có nên đổi con rể khác không mộng nghiện là một cô gái tốt như vậy gả cho một tên vô dụng chỉ biết khoe khoang khoác lác như này đúng là quá phí. Nói xong, từ thông chắp hai tay ra sau lưng, đi vào trong phòng bao, không lộn xộn với giang sách nữa. Đúng lúc này, đột nhiên có rất nhiều người tập trung ở cổ, ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều người qua đường cũng vây quanh đó. Có vệ sĩ xếp thành vòng tròn, chặn người qua đường ở bên ngoài, sau đó nhân viên trải thảm lên mặt đất, trải đến tận dưới sân khấu. Ngay sau đó, hàng loạt những tiếng hét trói tang vang vọng khắp nhà hàng á à, lang dao lang dao lang dao lang dao lang dao anh yêu em nhìn anh một cái đi những tiếng la hét vang lên trên phố rất nhiều người kích động đến mức muốn xông vào bên trong còn ở bên kia từ thông vừa định rời khỏi đó sau khi nghe thấy tiếng hét anh ta liền kinh ngạc đến mức lập tức quay đầu lại nhìn chỉ thấy một đám vệ sĩ đang vây thành vòng tròn bảo vệ một cô gái đi vào cửa nhà hàng chân bước lên thảm đỏ tiến về phía sân khấu từ thông nhìn rất chăm chú đó chẳng phải là lang dao hay sao mấy hôm trước anh ta vừa mới tham gia một hoạt động làm khách mời với lang dao vì thế anh ta rất quen mặt cô ấy người đó thật sự là lang dao ư tất cả mọi người đều há hốc mồm vì ngạc nhiên không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình vừa rồi bọn họ còn chế diễu giang sách bây giờ ai nấy đều bị vả mặt một cái thật đau. Giang sách đã thật sự mời lăng dao đến đây ư? Không, không thể nào. Một tên khố rách áo ôm lượng chỉ có 8.000 tệ một tháng, làm gì có bản lĩnh mời được một minh tinh đang nổi như lăng dao chứ? Nhưng lăng dao thực sự đã đến đây, bọn họ không thể không tin được. Đột nhiên, từ thông bật cười. Định Khải Sơn nhíu mày hỏi, cậu cười cái gì? Từ thông chỉ vào giang sách, nói ha ha, cái tên khoác lác nhà anh, anh nghe ngóng được Lăng Dao sẽ đến nhà hàng này tổ chức sự kiện từ sớm nên cố tình nói là mình mời cô ấy đến. Thực ra người ta đã lên lịch trình từ lâu rồi, không liên quan đến anh hết. Nghe anh ta nói vậy, mọi người mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra là vậy. Vương Phượng nhã cười khẩy, suýt chút nữa là bị lừa rồi. Giang Sách, anh cũng biết đóng kịch thật đấy. Vương Chí Vinh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi ông ta thật sự đã bị dọa sợ. Lăng Dao, đó đúng là Lăng Dao. Nếu lăng dao thật sự do giang sách mời đến, vậy thì phải làm sao đây? Cũng may từ thông hiểu biết nhiều, liếc mắt một cái đã nhìn thấy được trò hề của giang sách. Ông ta châm chọc, ông Khải Sơn, ông đúng là kém quá, có một chàng rể chẳng ra làm sao, đúng là đen đuổi tám đời. Sắc mặt định Khải Sơn trông rất khó coi. Lúc nhìn thấy lăng dao ông còn rất vui mừng, tưởng là đã có thể nở mày nở mặt, ai ngờ. Ông lắc đầu đầy vẻ bất lực. Hôm nay sự thể hiện của Giang Sách khiến ông vô cùng thất vọng, không có bản lĩnh gì cũng không sao hết, đã không có bản lĩnh gì lại còn giả vờ làm ra vẻ như mình giỏi giang lắm, rồi còn bị người ta vạch trần, đây đúng là một chuyện vô cùng mất mặt. Chương 244, thực tế thì sao? Không chỉ có Giang Sách mất mặt, mà Đinh Khải Sơn, Đinh Mộng Nghiên cũng mất mặt. Ông thở dài một hơi, nhìn Giang Sách, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ trách móc một câu, Giang Sách, con không nên như vậy nhưng vẻ mặt giang sách vẫn bình thản như nước không hề có một chút xáo động anh bình tĩnh nhìn về phía sân khấu nói với đinh khải sơn ba ba đừng phân tâm lang giao sắp hát cho ba nghe này đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu thừa nhận ư định khải sơn bắt đầu hoài nghi về nhân phẩm của giang sách người như vậy liệu có thật sự thích hợp để ở bên con gái ông không bất lực ông cũng không muốn nhìn anh nữa quay đầu nhìn về phía sân khấu lúc này lăng giao đã bước lên sân khấu phía dưới có khán giả vây quanh cô ấy hơi chỉnh lại váy của mình nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình nở nụ cười ngọt ngào thương hiệu xin chào tất cả mọi người tôi là lăng dao đáng yêu của mọi người đây lăng dao vừa giới thiệu xong bên dưới sân khấu đã nổ một tràng pháo tay kịch liệt cùng những tiếng hét chói tai lăng dao anh yêu em đó đúng là lăng giao không ngờ tôi có thể nhìn thấy cô ấy ngoài đời thật đời này coi như đã mãn nguyện. Trời đất ơi, vị thần tiên tỷ tỷ đó đã thỏa mãn ước nguyện của tôi. Nhìn đám đông niên cuồng dưới sân khấu, lang dao giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Sau đó, cô cầm micro lên, nói, hôm nay tôi đến đây là để hát tặng cho một vị tiên sinh. Đây là bài hát mới do thầy La Thịnh sáng tác cho tôi, bài hát có tên, hóa ra hạnh phúc đã nằm trong tay. Bài hát này vẫn chưa được quảng bá chính thức, hôm nay cũng là lần đầu tiên biểu diễn công khai bài hát này, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Khán giả dưới sân khấu phân khích đến nỗi sắp phát điên lên. Có thể nhìn thấy lang dao đã là một điều kỳ diệu, huống hồ bọn họ còn có thể nghe cô ấy hát. Thực ra rất nhiều người đều tưởng rằng Lăng dao chỉ là một diễn viên, hoàn toàn không biết hóa ra cô ấy còn biết hát. Hôm nay có vinh dự được nghe bài hát mới của Lăng Giao, đúng là phúc ba đời còn vương trí vinh ngồi ở đằng kia đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn sao sao mọi chuyện lại phát triển khớp với những gì giang sách nói như vậy chẳng lẽ vương trí vinh không dám nghĩ tiếp nữa trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện đừng bao giờ giống như những gì ông ta tưởng tượng nhưng mọi thứ lại không như ông ta mong muốn trước mặt tất cả mọi người trong nhà hàng làng dao ngọt ngào nói với chất giọng trong trẻo êm tai bài hát này tôi muốn tặng cho người bạn chân thành nhất của mình đó là ba vợ của anh Giang Sách, ông Đinh Khải Sơn. Cháu chúc bác phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn. Sau đây bài hát hóa ra hạnh phúc đã nằm trong tay, xin phép được bắt đầu. Hy vọng mọi người sẽ thích nó ạ. À. Nói xong, trong chàng pháo tay thậm chí còn nồng nhiệt hơn lúc trước của khán giả. Cuối cùng Lăng Giao cũng bắt đầu cất giọng hát. Giọng hát của cô ấy vô cùng đẹp, êm ái ngọt ngào. Tất cả khán giả đều chìm trong những câu hát rung động lòng người đó của Lăng Giao. Ngoài, người nhà họ Vương. Khuôn mặt già nua của Vương Chí Vinh đã trở nên xám ngoét như gan lợn, toàn thân ông ta run lên, sự tình đã phát triển theo hướng mà ông ta không mong muốn nhất. Thật sự là giang sách mời cô ấy đến ư. Vương Phượng nhã cúi đầu, không có mặt mũi để nhìn ai. Khi nấy cô ta luôn miệng nói giang sách bất tài, bây giờ mặt đã bị vả đến mức xương vù. Người thảm nhất không ai khác chính là từ thông con rể tốt của Vương Chí Vinh. Anh ta luôn nghĩ mình là nhất, hơn Giang Sách về mọi mặt, luôn khinh thường Giang Sách. Thực tế thì sao? Đầu tiên là bức thư pháp là hàng nhái bị Giang Sách đánh bại. Chương 245, cảm ơn ông cụ đã dành phúc lợi cho chúng tôi. Bây giờ là lăng giao người thật được Giang Sách mời đến, còn tư thông chẳng qua chỉ có được một chữ ký đã dương dương tự đắc. So bì cái gì anh ta cũng thua kém Giang Sách. Càng muốn chèn ép người ta, càng chứng minh mình không bằng người ta từ thông chỉ muốn chết quách đi cho xong. Trong cả nhà hàng, những người khác đều đang tương tác với tiếng hát của Lăng Giao, chỉ có người của nhà họ Vương là khó chịu như ăn phải ruồi bọ vậy. Tiếng vỗ tay như sấm, ca múa tưng bừng. Gương mặt ai cũng nở nụ cười tràn đầy hân hoan. Đinh Khải Sơn vui mừng như một đứa trẻ, lắc hai tay theo nhịp, vui vẻ xoay người đong đưa với Lăng Giao. Đinh Mộng Nghiên che mặt, giữ khoảng cách nhất định với ông. Cô cảm thấy rất xấu hổ vì có một người ba ngây thơ như vậy, nhất quyết không để bị người ta nhận ra được. Thời gian của một bài hát, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, 3, 4 phút là đã kết thúc. Mọi người có mặt đều cảm thấy chưa đã ghiền, hy vọng Lăng Giao sẽ ở lại lâu hơn. Lăng Giao núng nịu nói, ừm, tôi có thể ở lại lâu hơn một chút hay không thì những lời tôi nói không tính, mọi người phải hỏi anh bạn tốt của tôi anh Giang Sách. Theo hướng ngón tay của Lăng Giao, Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Giang Sách. Tuy nhiên, Giang Sách lại cười nói, "Thực ra tôi nói cũng không tính, chủ yếu là vẫn là do ba vợ tôi định đoạt." "Ba ba có cảm thấy muốn lăng giao tiếp tục lại trò chuyện với mọi người không, hay là hôm nay kết thúc ở đây?" Lập tức, Định Khải Sơn nhận được bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào. Ông tựa như một vị hoàng đế cao cao tại thượng, tất cả mọi người đang nhìn ông với ánh mắt mong đợi cầu xin ông, dù lòng thương xót, đinh khải sơn vui đến nỗi sắp không chịu được rồi. sống gần hết cuộc đời, đã bao giờ ông được hưởng thụ loại đái ngộ này đâu? cô lăng giao, nếu mọi người đều nhiệt tình như vậy thì cô cứ nán lại thêm một lát đi. đúng rồi, bình thường mọi người không có cơ hội tiếp xúc với cô, chỉ bằng nhân dịp hôm nay đang vui vẻ, cô ký tên cho mọi người được không? nghe câu này, tất cả mọi người có mặt đều vui sướng sắp phát điên lên họ đã muốn có chữ ký tay của lăng giao từ lâu đến muốn điên rồi mãi mà chẳng có cơ hội đạt được nhưng hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của đinh khải sơn mà bọn họ có được chữ ký tha thiết ước mơ đây là loại chuyện may mắn cỡ nào chứ lăng giao mỉm cười gật đầu nếu bác đây đã có yêu cầu như vậy thì hậu bối nào dám không nghe theo những người muốn ký tên chúng ta hãy xếp hàng từng người một đi ông cụ ông thật tuyệt quá đi cảm ơn ông cụ đã dành phúc lợi cho chúng tôi mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với đinh khải sơn sau đó xếp thành một hàng thật dài để xin chữ ký của lăng giao định khải sơn oai phong chết đi được ông liếc nhìn từ thông cười nói cháu trai à lúc trước cháu nói gì nhỉ muốn có được chữ ký của lăng giao rất khó sao đường gân trên mặt từ thông giật giật dữ dội trước đây anh ta còn đắc ý vì có được chữ ký của lăng giao nhưng bây giờ lại là người thật ký đĩa chữ ký trong tay anh ta đã trở nên vô giá trị chỉ, chỉ trong nháy mắt. Đinh Khải Sơn, một là không xin đĩa chữ ký của Từ Thông, hai lát cũng không tiêu hủy đĩa chữ ký của anh ta mà chỉ làm cho đĩa chữ ký của đối phương trở nên không đáng một đồng. Không thể không nói rằng ở một khía cạnh nào đó, Đinh Khải Sơn cũng khá xấu xa. chương 246, hôm nay Đinh Khải Sơn rất ổn. Mặt anh ta đỏ bừng, muốn đáp trả hai câu nhưng thực sự không tìm được cớ gì để đáp trả. Cuối cùng, anh ta căm tức cay đắng dậm chân xuống đất một cái rồi quay đầu hờn rỗi. Đinh Khải Sơn lại nói với Vương Chí Vinh, Chí Vinh à, bữa ăn hôm nay thật sự quá đã. Chẳng những hai ông bạn già chúng ta nối kết tình cảm mà còn đạt được thẻ hội viên của công hội Diệp Thị, lại được chứng kiến diễn xuất tuyệt vời của ngôi sao lớn lang giao. Hôm nay thực sự rất đáng, rất đáng. Sau này đó, chúng ta nên tổ chức những buổi liên hoan như thế này càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể thúc đẩy tình cảm giữa hai gia đình. Vương Chí Vinh ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã mắng Đinh Khải Sơn tới nỗi máu chó đầy đầu. Còn muốn làm càng nhiều càng tốt. Hôm nay ông ta đã mất mặt như vậy, sau này không bao giờ muốn ăn chung cùng với Đinh Khải Sơn nữa. Vương Chí Vinh hừ lạnh một tiếng, tôi ăn no rồi, về nhà trước đây. Ngày mai chúng ta gặp lại ở công ty. Đinh Khải Sơn gật đầu liên tục, được, được, ngày mai gặp lại ở công ty. Vương Chí Vinh đưa Vương Phượng Nhã và Từ Thông rời khách sạn với vẻ xám xịt, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ không vui, phế quản sắp nổ tung vì tức giận. Bao nhiêu năm nay, Vương Chí Vinh chưa bao giờ thua triệt để như hôm nay. Nhất là dưới tình huống hôm nay ông ta còn đặc biệt đưa con rể Hoa Kiều đến giúp đỡ, lại vẫn kết thúc trong thảm hại, quả thực không thể chấp nhận được. Có người buồn, có người vui. Hôm nay Định Khải Sơn rất ổn. Hai cộng. Ông đã đấu với vương trí vinh nhiều năm như vậy rồi hôm nay là một lần chiến thắng triệt để nhất và sảng khoái nhất ông vỗ vỗ vai giang sách nói con rể tốt ba thực sự đã trách làm con rồi khi con nói mời lăng giao đến biểu diễn cho ba ba đều không tin tưởng con cho rằng con đang nói hưu nói vượn sự thật chứng minh là ông bà già này sai rồi ba không nên không tin tưởng con giang sách mỉm cười không sao đâu loại chuyện này rất khó khiến cho người ta tin tưởng mà Đinh Khải Sơn tò mò hỏi, "Đúng rồi, ba còn chưa hỏi con, con quen Lăng Dao như thế nào?" Giang Sách thuận miệng bịa chuyện, "Chẳng phải con đang chủ quản công ty khoa học công nghệ Tầm Mộng sao? Lúc trước, Lăng Dao đến công ty của tụi con để mua sản phẩm mới nhất. Là con đã đồng hành cùng cô ấy trong suốt quá trình, giúp cô ấy phân tích và lựa chọn hầu hạ trong mọi vấn đề cũng tương đối thích hợp. Cho nên cô ấy có ấn tượng không tệ với con, kể từ đó, tụi con đã trở thành bạn tốt của nhau." thì ra là thế. Lúc này, Đinh Mộng Nghiên sực nhớ một chuyện, chừng mắt nhìn Giang Sách nói, vậy nói như vậy, tối hôm qua anh trở về muộn như vậy, nói là ở chung với Lang Giao, cũng là sự thật. Giang Sách gật đầu, đúng đó, ngày hôm qua anh đã nói với em là thật, tại em không tin anh. Anh, Đinh Mộng Nghiên cắn môi, toàn thân run lên vì tức giận. Người đàn ông của mình ở bên một người phụ nữ trẻ đẹp giữa đêm hôm khuya khoát, có người phụ nữ nào biết chuyện mà không ghen kia chứ? đặc biệt những người phụ nữ tương đối nhạy cảm như đinh mộng nhiên lại càng không thể chịu đựng được giang sách anh lợi hại thật đấy ngay cả minh tinh lớn mà anh cũng câu kết được rồi xem ra người bình thường như chúng tôi không xứng với anh đâu nhỉ tạm biệt đinh mộng nhiên xoay người rời đi giang sách nghe xong mà vẻ mặt ngơ ngác anh luôn khá chậm chạp đối với cảm xúc của bản thân đến giờ phút này vẫn chưa nhận thức được là chuyện gì đã xảy ra May mà ba vợ Đinh Khải Sơn ở bên cạnh nhắc nhở, thằng nhóc kia, con còn đứng đó làm gì? Đứng lên đuổi theo đi. Hả? Hả cái gì mà hả? Con gái của ba chỗ nào cũng tốt, chỉ có mỗi lòng dạ là nhỏ hơn cả lỗ kim. Không nhận ra là nó đang ghen rồi hay sao? Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo đi. mươi 247, mặt của cô thật nóng. Nhưng ba, ba ở đây phải làm sao? Con còn lòng dạ lo cho ba nữa à? một ông già dục dục như ba thì có thể có chuyện gì chứ? Vậy đi, ba thanh toán xong thì sẽ tự bắt taxi về nhà. Con mau đuổi theo đem con gái ba về đi, nhanh lên. Dưới sự thúc đẩy của Đinh Khải Sơn, Giang sách căng ra đầu đuổi theo ra khỏi khách sạn. Sau khi Đinh Mộng Nhiên rời khỏi khách sạn, cô cũng không đi quá nhanh mà là chậm rãi đi bộ trên đường. Đi hai bước dừng một bước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn lại Giang sách có đuổi theo hay không kết quả là khi nhìn lại phía sau trống không không có bất cứ ai cả cô tức giận đến dậm chân miệng chề ra giang sách thối giang sách chết tiệt giang sách xấu xa đi chung với lăng dao của anh đi em mặc kệ anh cô quay người bỏ đi mới đi được hai bước cô lại rất không có khí thế mà dừng bước quay đầu nhìn lại ấm ức đến nỗi sắp khóc lúc này giang sách vừa hay chạy ra dưới sự thôi thúc của đinh khải sơn đi theo hướng của đinh mộng nghiên Mộng nhiên, Đinh Mộng nhiên ban đầu vẫn còn đang rất tức giận, trong nháy mắt đã mặt mày hớn hở. Nhưng ngay sau đó cô cố ý giả vờ tức giận, xoay người đi về phía trước, xong cũng không đi quá nhanh, trong lòng không khỏi nôn nóng hy vọng giang sách nhanh chóng đuổi theo. Cô thầm đếm số trong lòng. 3, 2, 1, cộc cộc cộc, một loạt tiếng bước chân chuyển đến, giang sách chạy tới phía sau, vươn tay kéo lấy cánh tay của Đinh Mộng nhiên. Mộng nhiên, đừng tức giận, thực ra, anh không có quan hệ gì với Lăng Giao cả. Hừ, tại sao phải nói cho em biết anh không có quan hệ gì với cô ta? Còn lâu em mới thèm để ý anh. 10. À, mộng nhiên, anh biết em hiểu lầm, nhưng cô ấy là một ngôi sao lớn, còn anh chỉ là một viên chức nhỏ nhoi bình thường, sao người ta sẽ để mắt tới anh chứ? Đinh mộng nhiên phớt lờ anh, vẫn bướng bỉnh đi về phía trước. Giang sách trợn tròn mắt. Chẳng phải đã giải thích rõ ràng rồi sao? tại sao cô vẫn muốn bỏ đi vậy? Anh ngẩn ngơ đứng tại chỗ mà không biết phải làm gì bây giờ. Đường đường là chiến thần Tu La ở Tây Cảnh, song hiện tại lại không có cách nào có được một cô gái, anh gấp gáp muốn chết rồi. Đinh Mộng Nhiên tiến lên hai bước, quay đầu nhìn lại thì thấy dáng vẻ đang vò đầu bứt tai của Giang Sách, vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng trên mặt không kìm được nữa, vì cười vui vẻ. Ha ha ha, anh thật là ngốc mà bấy giờ giang sách mới phản ứng lại mình bị lừa được lắm em lừa anh ai lừa anh đâu anh đi chung với lăng dao của anh đi tới tìm em làm gì em cũng đâu phải ngôi sao lớn giang sách mỉm cười bước nhanh tới một tay kéo đinh mộng nghiên vào trong lòng nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô mộng nghiên anh yêu em không phải ngôi sao lớn gió đêm thật lạnh nhưng đinh mộng nghiên vào lúc này lại cảm thấy toàn thân nóng bừng mặt của cô thật nóng đồ đáng ghét đinh mộng nhiên giả vờ giấy ra nhưng bị giang sách ôm chặt hơn mộng nhiên giả dạ. anh có thể hôn em không hả khuôn mặt đinh mộng nhiên ửng hồng như quả táo chín đỏ hồng từ gò má đến cổ cái này nơi công cộng không tốt lắm không đợi cô nói xong giang sách đã hôn lên môi cô một cách nặng nề dưới bức màn đêm hai người ôm chặt lấy nhau giờ khắc này tình yêu sâu đậm ẩn sâu trong lòng nhau rốt cuộc cũng thấm đẫm Hương thơm sộc vào mũi. Sau nụ hôn, Đinh Mộng Nhiên đỏ bừng cả mặt, "Chúng ta đi đón ba nhé." Chương 248, buộc chặt dây an toàn của em vào. Giang Sách lắc đầu, "Ba nói là ông ấy sẽ tự vệ, bảo chúng ta không cần phải quan tâm đến ông ấy." "Ồ, vậy, chúng ta trở về đi." "Được." Hai người nắm tay nhau đến bãi đậu xe, Đinh Mộng Nhiên mở cửa xe, vừa định lên xe thì Giang Sách chợt do dự anh nhìn chằm chằm chiếc xe hồi lâu rồi hỏi, đây không phải là Porsche sao? Mộng nhiên, em mua xe mới khi nào vậy? Đinh mộng nhiên mỉm cười, anh quên rồi à, không phải xe của em bị hỏng sao? Vẫn đang sửa, chiếc Porsche này là xe của anh hai em. Dù sao mấy ngày nay anh ấy đều chơi không ở nhà, xe vẫn ném ở công ty, em mới, mượn, lái thôi. Thì ra là như vậy, xe của Đinh Phong Thành. Đúng vậy, lên xe, vì uống rượu nên giang sách không thể lái xe trực tiếp ngồi vào ghế phụ còn đinh mộng nhiên thì lái xe đi về đinh mộng nhiên điều khiển xe dù chạy trên đường cái rộng lớn nhưng tốc độ xe không nhanh đi được nửa đường cô cảm thấy hơi nóng nên mở cửa kính xe vừa lái xe vừa hóng gió rất mãn nguyện lúc này một chiếc gta màu trắng bạc từ phía sau xe của họ lao tới do đường hai chiều và vạch đôi màu vàng ở giữa nên chiếc gta ở phía sau muốn vượt lên nhưng mộng nhiên tạm thời không thể nào tránh ra được đối phương bấm còi 4-5 lần đinh mộng nhiên cau mày nói xe phía sau có chuyện gì vậy ban đêm mà còn lái xe nhanh như thế hơn nữa cũng đâu có cách nào vượt qua con đường này đang nói chuyện một cảnh tượng khiến cô ngạc nhiên đã xảy ra chỉ thấy chiếc xe gta đã trực tiếp vượt qua vạch đôi màu vàng tăng mã lực và lao lên từ phía sau, đuổi theo trên con đường ngược chiều bên cạnh, song song với xe của Đinh Mộng Nghiên. Ngồi trên chiếc xe đối diện là hai người con trai vô cùng trẻ tuổi. Tài xế buộc tóc, dáng người cao to, người ngồi ở ghế phụ là một chàng trai mặt mày đáng khinh, đầy tàn nhang. Tên con trai đầy tàn nhang ngẩng đầu lên và uống cạn lon coca trong tay. Anh ta quay đầu, hét to lên với Đinh Mộng Nghiên qua xe, nè, bà Tám, có biết lái xe không? lái xe chậm như vậy, bà là ốc sên à, đồ rác rưởi. Sau khi nói xong, anh ta ném thẳng chai coca vào chiếc poster của Đinh Mộng Nghiên từ cửa sổ xe. Không nghiêng không lệch, nó đập thẳng vào trên mặt Đinh Mộng Nhiên. Sau đó, tên con trai mặt tàn nhang còn giơ ngón giữa với Đinh Mộng Nhiên. Tên con trai buộc tóc đạp ga, GTA phóng nhanh về phía trước, tức khắc bỏ xa Đinh Mộng Nghiên. Thằng khốn, Đinh Mộng Nhiên tức chết đi được, lái xe biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một tên cặn bã như vậy. Ép vào vạch màu vàng, đi ngược chiều, còn ném lon coca vào mặt của người khác trong xe. Thật là vô kỷ luật. Nhưng còn có thể như thế nào chứ? Giữa đêm hôm khuya khoát, trên con đường quốc lộ này cũng vắng bóng cảnh sát giao thông, xe của mình chạy không nhanh bằng của đối phương, ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt thì còn có thể làm gì khác hơn. Đinh mộng nhiên hừ một tiếng, nhặt chai coca định ném ra ngoài cửa sổ. Vào lúc này, giang sách nắm lấy cổ tay của đinh mộng nhiên rồi lắc đầu cứ ném đi như vậy thì chẳng phải chịu tức uổng phí rồi sao đinh mộng nhiên bất đắc dĩ nói vậy có thể làm gì ném lại ném lại tay giang sách đặt lên vô lăng đến đây đổi chỗ cho anh sắc mặt đinh mộng nhiên thay đổi rõ rệt giang sách đừng lộn xộn anh uống rượu rồi không thể lái xe giang sách nở nụ cười chút rượu này không là gì đâu em quên anh có thể uống nhiều bao nhiêu sao dưới sự khăng khăng cố chấp của giang sách đinh mộng nghiên không còn cách nào khác là phải làm theo hai người hoàn thành việc đổi chỗ cho nhau trong quá trình xe tiến về phía trước bây giờ là giang sách lái xe buộc chặt dây an toàn của em vào được giang sách hít một hơi thật sâu dùng hai tay giữ vô lăng rồi đạp chân ga chiếc xe tăng tốc mãnh liệt cắt ngang bầu trời phóng nhanh mà đi đinh mộng nghiên sợ đến mức tim đập thình thịch chậm một chút chậm một chút giang sách Thôi đi, em không muốn ném lại nữa, anh chạy chậm một chút. Hiện tại cô rất hối hận, không nên đánh cược nhất thời để giang sách lái xe. Bây giờ tốc độ nhanh như vậy, nếu có sai lệch một chút thôi thì cả cô và giang sách đều tiêu đời. chương 249, chỉ dựa vào nó thôi à. Giang sách không hề quan tâm nhiều như vậy, vẫn phóng xe chạy nhanh như bay, trong nháy mắt đã đuổi kịp GTA phía trước. Đừng thấy tốc độ xe nhanh mà lâm, thao tác của giang sách không hề bối rối một chút nào, hơn nữa xe rất ổn định, ngồi bên trong rất thoải mái. Đinh Mộng Nhiên hơi ngạc nhiên, giang sách có kỹ năng lái xe siêu việt như thế từ khi nào vậy? Hay là anh vốn đã rất giỏi rồi, chỉ là từ trước đến giờ mình vẫn không hề hay biết. Trong GTA, tên con trai buộc tóc lái xe nhìn thấy chiếc Porsche đã đuổi kịp từ trong gương chiếu hậu. Tên con trai tàn nhang ngồi bên cạnh mỉm cười, này, anh ba, người ta đuổi kịp rồi kìa tên con trai buộc tóc cười lạnh, chỉ dựa vào nó thôi à. Chỉ với một cú đạp ga, Zitia dựa vào mã lực mạnh mẽ của mình mà di chuyển nhanh chóng về phía trước, ngay lập tức bỏ lại chiếc Porsche. Trên tính năng, mã lực của Zitia mạnh hơn Porsche của giang sách không ít. Do đó, trong gia tốc tuyến tính, Porsche kém hơn nhiều. Đinh Mộng Nghiên thở dài, giang sách, bỏ đi, chúng ta không đuổi kịp đầu, tính năng của xe không tốt bằng người ta. Giang sách lại không cho là đúng, nhắc nhở, ngồi cho vững, chuẩn bị vào cua rồi. Vừa dứt lời, giang sách đã nhanh chóng bẻ lái, vào cua rất đẹp mắt, hơn nữa còn bắt kịp chiếc GTA trên khúc cua. GTA có mã lực cao và khả năng tăng tốc tuyến tính mạnh. Nhưng sẽ trở nên vô cùng rắc rối khi gặp phải con đường có khá nhiều góc cua, những góc cua sẽ khiến chiếc xe có mã lực cao này trông cực kỳ cồng kềnh. Vừa rẽ vào một khúc cua, tiếp đến lại là một khúc cua khác khó khăn lắm mới đẩy đầu tiến vào hai góc cua, góc cua thứ ba lại đến, tên buộc tóc có chút hoảng hốt. Mặc dù là tay đua chuyên nghiệp, nhưng khi đối mặt với đoạn đường hiểm trở như thế cũng không thể không cẩn thận chú ý. 2. 1. Anh ta đạp phanh để tránh cho xe không lao ra khỏi đường quá nhanh. Nhưng đúng lúc này, chiếc Porsche phía sau trực tiếp đuổi kịp, ba góc cua làm cho khoảng cách phía trước bị san bằng. Điều đáng sợ nhất là gian sách không hề giảm tốc độ, vẫn đang lái xe với tốc độ tối đa, nhìn thấy sắp đi vào góc cua thứ ba, tốc độ của anh vẫn rất nhanh như trước. Tên buộc tóc ngây ngẩn cả người. Thằng kia là tên ngốc à, lái xe nhanh như vậy thì làm sao mà rẽ cua, không muốn sống nữa sao. Bên trong chiếc Porsche, Đinh Mộng Nhiên sợ đến mức hét ầm lên, phanh lại, phanh lại đi. Giang sách, phanh lại nhanh lên, nếu không phanh thì không còn kịp nữa đâu. Giang sách cười nhạt, chẳng những không phanh lại mà trái lại còn buông lỏng một tay. Trong tình huống nguy hiểm này, anh lại lái xe bằng một tay. ninh Mộng Nhiên dựa vào đệm lưng trong tuyệt vọng, cô biết mạng của mình không còn bao lâu nữa, cảnh tượng trước mắt sẽ là cảnh tượng cuối cùng trong đời cô. Cô đã đoán trước được cái kết. Chiếc xe sẽ bay ra ngoài, mình sẽ tan xương nát thịt. Mà ngay lúc này, Giang Sách vẫn ung dung nhàn hạ lấy chai coca từ trên tay cô. Khi chiếc Porsche đi lướt qua GTA, Giang sách thản nhiên ném nó đi. Chai coca không nghiêng không lệch bị ném vào chiếc xe GTA qua cửa sổ, đập nó vào mặt của tên mặt tàn nhang. Trong giây tiếp theo, chiếc Porsche đã vượt qua GTA. Giây tiếp theo nữa, Porsche rẽ vào góc cua. Đúng lúc mọi người tưởng chiếc xe nhất định sẽ lao ra ngoài thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Chỉ thấy giang sách tức thì đánh tay lái, đạp phanh, chiếc xe tạo ra một vòng cung hoàn hảo ngay khúc cua, hoàn thành củ drift tốc độ cao tuyệt vời. Tên buộc tóc và tên mặt tàn nhang chố mắt nhìn. Bọn họ không những không được chứng kiến củ rollover như mong đợi, trái lại còn được chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời, một cú drift cực đỉnh mà ngay cả những tay lái chuyên nghiệp như bọn họ cũng không dám dễ dàng thử. Boom! Sau khi chiếc Porsche drift vào góc cua, giang sách đạp ga, chiếc xe trực tiếp lao đi, biển mất không dấu vết. Còn chiếc GTA phía sau từ từ dừng lại tên con trai buộc tóc và tên có tàn nhang đưa mắt nhìn nhau. Nhìn rõ chưa? Ừ, là Drip, không ngờ ở nơi này lại gặp được bậc thầy mà trước đây chưa từng gặp. chương 250, đang nói chuyện thì cô lại bị nôn. Tên con trai tàn nhang liếc nhìn chai coca trên tay, cũng không biết đối phương là ai. Tên buộc tóc nói, có thể sở hữu kỹ thuật như này nhất định là tay lái chuyên nghiệp. Khu giang nam thực sự là ngỏa hổ tàng long, ngày đầu tiên chúng ta đến đã bị thua rồi đi về trước đi, nói chuyện này cho đại ca biết, nhất định phải tìm ra chủ của chiếc Porsche kia. Nếu một nhân tài xuất sắc như vậy có thể tham gia đội xe của chúng ta thì hy vọng vô địch năm nay của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tên buộc tóc lái chiếc GTA đi xa. Điều không ai để ý là ở phía sau cách đó không xa có một chiếc coupe màu đen sẫm chạy theo. Trên xe có một nam một nữ. Người nữ tay cầm máy ảnh và đeo kính. Cô ta vừa cười vừa nói, vốn dĩ chỉ muốn chụp vài tấm ảnh về đội xe tật tốc rồi đăng vài mẫu tin rìa thôi, không ngờ lại chụp được một tấm hình tuyệt vời như vậy. Lão tam của đội xe tật tốc, tuyển thủ mạnh thứ hai trong đội liệt diễm hổ lại bị một chiếc Porsche vô danh vượt mặt. Ha ha, tiêu đề của ngày mai đã bị tôi lấy được trước tiên rồi. Bên kia, trong chiếc Porsche, giang sách lái xe một cách thong thả, không có một chút bối rối nào, trong khi đinh mộng nghiên nhìn phía trước với đôi mắt vô hồn, đầu óc gần như trống rỗng, không biết gì nữa vừa rồi đã trải qua những gì cô không nhớ chỉ biết rằng chiếc xe sắp lao ra khỏi làn đường sau đó kết một tiếng bánh xe tạo ra một âm thanh chói tai với mặt đất ngay sau đó chẳng hiểu sao chiếc xe lại rẽ góc cua hoàn thành vào của một khách thuận lợi sốt cuộc giang sách đã làm điều đó như thế nào mặc dù cô đang ngồi trên xe nhưng cô hoàn toàn không biết gì cả cho đến khi xe dừng lại đinh mộng nhiên vẫn chưa phục hồi tinh thần thất thần ngồi trên xe, Mộng Nhiên về nhà rồi xuống xe đi. Hả, ô! Với sự hỗ trợ của Giang Sách, Đinh Mộng Nhiên xuống xe và bước vào nhà. Mẹ vợ tô cầm nhìn thấy dáng vẻ của con gái cũng hoảng sợ. Giang Sách, chuyện gì đã xảy ra với Mộng Nhiên vậy? Không sao đâu mẹ. Vừa rồi Mộng Nhiên hỏng gió hơi nhiều chút nên hơi không thoải mái. Nói còn chưa dứt lời thì Đinh Mộng Nhiên quẹ một tiếng, nôn ra hết. Tô Cầm lo lắng, trời ơi, con gái yêu của mẹ, con bị sao vậy? Từ nhỏ con đã đi ô tô không biết bao nhiêu lần rồi mà cũng đâu có say xe, sao hôm nay con lại bị say xe? Ha ha, nếu bà biết chiếc xe mà Đinh Mộng Nhiên ngồi kinh khủng như thế nào thì bà sẽ không có thắc mắc như vậy rồi. Đinh Mộng Nhiên vẫy tay ra hiệu rằng mình không sao. Sau khi uống nước xong, cô trở về phòng, Giang Sách cũng đi theo vào. Đóng cửa phòng, Đinh Mộng Nhiên chừng mắt nhìn Giang Sách. Giang sách tội nghiệp không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vợ trừng mắt với mình. Anh không biết phải nói gì, xấu hổ đứng đó. Một lúc sau, Đinh Mộng Nhiên hít một hơi thật sâu, nói, nói đi, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện. Sắc mặt Giang sách thay đổi rõ rệt, hả? Lại còn giả bộ à, kỹ năng lái xe của anh không phải quá tốt rồi sao? Giang sách thở vào nhẹ nhõm, ý em là kỹ năng lái xe à? Anh đã học được khi còn tham gia quân ngũ, trong đội của bọn anh, đây là thao tác cơ bản nhất. Thật sao? Thời giờ tham gia quân ngũ mà còn học cái này à? Đương nhiên. Dù sao Đinh Mộng Nghiên cũng chưa từng đi lính, cũng chưa từng tới Tây Cảnh, Giang Sách nói cái gì thì chính là cái đó chứ còn gì nữa. Đinh Mộng Nghiên lạnh mặt, về sau anh lái xe đừng bao giờ. Đang nói chuyện thì cô lại bị nôn. Giang Sách cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra về sau không thể tiếp tục lái xe như vậy rồi sáng sớm ngày hôm sau